báo. Chị Bảo cũng no nhá, xin chào ạ. Ok, chị Tâm Hồng xin chào, để em một chút được không ạ? Ôi dồi ôi, chị Von luôn thế này. Ok, chị Tâm Hồng xin chào nhá. Ok, chị Bảo cũng non xin chào. Ok, chị Kim Biến xin chào ạ. Chị nào đang xem live của cho em thì có thể chấm bài cho em và chia sẻ cho em một vài lượt chia sẻ với cả các hội nhóm được không ạ? À, chị Kim Biến ơi, đấy một chút được không ạ? Hôm nay em xả toàn bộ áo này với giá bán là 18k chị Kim Biến nhá. Ok chị Sú ạ, xin chào nhá. Rồi chị đang xem live của em đều có chấm bài cho em đúng không ạ? Chấm bài cho em và chia sẻ cho em một vài lượt chia sẻ với cả các hội nhóm trước đúng không ạ? Ok chị Thanh Ruby nhá, xin chào ạ. Rồi nhanh chóng vào livestream của em đúng không ạ? Ok chị Trung Lê xin chào nhá. Rồi chị đang xem live của em thì chấm bài cho em và chia sẻ cho em một vài lượt chia sẻ với cả các hội nhóm được không ạ? Rồi ok chị Hằng Mít nhá, xin chào ạ. Rồi ạ. Ok chị Hùng Giang Nguyễn xin chào nhá. Chị nào mà đang xem live của show em thì có thể chấm bài cho em đúng không ạ? Chấm bài cho em và chia sẻ cho em và các hội nhóm trước một vài lượt chia sẻ với các hội nhóm đúng không ạ? Để cho đông đông các chị vào một chút thì em bắt đầu xả hàng nhá. Ok chị Thu Liberty đúng không ạ? À, Thu gì đấy ạ? Thu Labella đúng không ạ? Xin chào nhá. Rồi ạ, đang xem live của em thì chấm bài cho em và chia sẻ cho em đúng không ạ? Chia sẻ cho em một vài lượt chia sẻ với các hội nhóm trước cho em nhá. Rồi ok chị Đời Thùy Linh đúng không ạ? Xin chào nhá. Rồi ạ. Các chị đang xem live của tụi em thì chấm bài cho em và chia sẻ cho em một vài lượt chia sẻ với cả các hội nhóm trước nhá. Để cho đông đông người vào một chút thì em bắt đầu sẽ xả hàng đúng không ạ? Xả với giá 18k nhá chị nhá. Rồi ok thì Tâm Hồng xin chào ạ. Đi xin chào nhé. Rồi các chị nhìn thấy em thì các chị có thể chia sẻ cho em một vài lượt chia sẻ ở tất cả các hội nhóm đúng không ạ? Để cho đông đông người vào chút thì em bắt đầu em xả hàng nhé. Ok chị Trang Nấm ạ, xin chào ạ. Rồi ok chị Thúy Vân đúng không? Ok chị Tâm Nguyễn nhá, xin chào chị Tâm Hồng, xin chào nhá. Rồi ok đấy một chút này không nhiều lắm nhỉ. Rồi các chị ơi, các chị nào mà muốn mua sản phẩm này của bên em với giá bán là 18k thì các chị comment cho em nhá, 18k kèm màu và kèm theo số điện thoại của mình đúng không ạ? Ok này, ok chị yêu của em chị Trang Đấm Em nó gọi đến chốt hàng với chị chưa ạ? Rất là đẹp luôn chị nhá. Ok chị Huyền Cuti đúng không ạ? Ok chị Dung Nguyễn xin chào. Ok chị Đỗ Thị Linh đúng không ạ? Em thấy comment của chị rồi nhá. Ok chị Xuyên Ca Lu xin chào này. Rồi ạ. Các chị ơi, dáng mi em may mắn này tiếp tục xả chiếc áo em mặc trên người bên em mặc trên người là màu cam đất đúng không ạ? Với giá bán là 18k đúng không ạ? Ok, chị Đối Thụy Linh xin chào ạ. Rồi chị Ngọc Mai Nguyễn cũng xin chào chị luôn nhá. Các chị yêu của em ơi, hôm nay dáng mi bên tiếp tục xả cái chiếc áo sơ mi cổ V này đúng không ạ? Thì em đang mặc trên người đây với giá bán của nó là 18k một chiếc đúng không ạ? 18k một chiếc màu da, 18k một chiếc màu cam đất và 18k một chiếc màu đỏ đô đúng không ạ? Nên chị nào mà muốn mua hàng với giá bán là 18k thì để lại cho em nhá. 18k kèm màu và kèm theo số điện thoại của mình đúng không ạ? Trên cùng một dòng comment cho em luôn đúng không ạ? 18k một chiếc thôi chị nhá, với giá bán 18k thôi. Áo bên em có đủ size từ size S cho tới size 3XL nhá, tức là từ 40 cho tới 75kg thì bên em có đủ size đúng không ạ? Chị Kim Miến ơi, chị 1m6 chị đặng 58kg thì chị mặc size L cho em nhá. Ok chị Bà Cụ No nhá, xin chào này. Chị Nguyễn Thị Hạnh á, xin chào chị luôn nhá. Chị Trang Nấm cũng xin chào chị luôn đấy ạ. Rồi chị nào mà muốn sở hữu chiếc áo sơ mi cổ V em đang mặc trên người với giá bán của chiếc áo này là 18k thì để lại cho em nhá. 18k kèm màu và kèm theo số điện thoại của mình trên cùng một dòng comment cho em luôn đúng không ạ?
Các chị lưu ý giúp em, 18k một chiếc áo là áp dụng cho những chị chia sẻ cho em 3 lần trang cá nhân và 5 lần trên các hội chợ nhóm cho em được không ạ? Một chiếc áo sơ mi cổ V mặc rất là sang luôn. Các chị có thể sắn tay áo như em đang mặc như hoặc là có thể để ra rất là ok luôn nha chị nhá. Ok chị Ngây Ngô Phương đúng không ạ? Xin chào nhá. Ok chị Thu Nguyễn lấy màu cam đất, để lại cho em 18k kèm màu và kèm theo số điện thoại của mình trên cùng một dòng comment cho em. Và sau đó là nhớ quay ra chia sẻ cho em được không ạ? Vì giá bán 18k là giá bán áp dụng chia sẻ 3 lần trang cá nhân và 5 lần trên các hội chợ nhóm cho em nhé. Áo màu cam đất rất là sang, rất là đẹp luôn đấy ạ. Mùa hè này thì không thể thiếu những cái chiếc áo sơ mi như thế này rồi đúng không ạ? Ok, chị Nguyễn Miên xin chào nhá. Chị Mi Ngọc xin chào, chị Hằng Mít cũng xin chào chị luôn đấy ạ. Rồi, chị nào mà muốn sở hữu chiếc áo sơ mi em đang mặc trên người với giá bán của nó là 18k đúng không ạ? 18k màu da đúng không ạ? 18k màu cam đất. Và đây là 18k màu đỏ đô đúng không ạ? Còn cả có cả màu đen đấy các chị nhá, còn có cả màu đen nữa, hiện tại em sẽ chưa mang xuống màu đen đúng không ạ? Nên chị nào mà muốn sở hữu chiếc áo bên em với giá bán là 18k thì nhanh chóng comment cho em 18k và kèm theo số điện thoại của mình nhá. Các chị lưu ý là 18k giá bán áp dụng chia sẻ 3 lần trang cá nhân và 5 lần trên hội chợ nhóm cho em được không ạ? Ok chị Ngọc Nhi nhá, xin chào, chính xác luôn chị nhá, không phải thế đâu chị nhá, bên bán xả toàn bộ áo này với giá bán của chiếc áo này là 18k một chiếc áo đúng không ạ? Rất là sang, rất là đẹp luôn nhá. Ok chị Lệ Giang, như em thấy comment của chị rồi đấy ạ. Chị nào mà không muốn bị ẩn comment thì các chị hãy chia sẻ để không bị ẩn comment đúng không ạ? Và em sẽ luôn luôn nhìn tất cả comment của chị đúng không ạ? Rồi ok chị Bào Cụ Non lấy một áo V1 hôm qua, váy V6 đúng không ạ? Ok chị yêu của em nhá. Rồi ok chị Thu La Ba Ly đúng không ạ? Muốn lấy áo 18k thì chị phải chia sẻ đúng không ạ? Tại vì cái giá bán này là giá bán rất là rẻ rồi. Chỉ có 18k trong chiếc áo sơ mi cổ V rất là sang, rất là đẹp luôn đấy ạ. Áo bên em thì có 4 màu nhá. Màu da, màu cam đất và màu đỏ đô, cộng thêm cả màu đen nữa đúng không ạ? Ok chị Bông Nguyễn đúng không ạ? Ok chị yêu không sao nhá, inbox cho anh em xử lý luôn. Ok chị Mỹ Hiền Phan 18k màu đỏ đô, chị đã chia sẻ cho em chưa ạ? Các chị ơi, giá bán 18k là giá bán áp dụng chia sẻ nhá, 3 lần trang cá nhân và 5 lần trên các hội chợ nhóm cho em luôn đúng không ạ? Rồi một chiếc áo sơ mi cổ V rất là sang như này đúng không ạ? Rất là đẹp luôn mà chỉ có giá bán là 18k thôi. Giá bán 18k và giá bán này là áp dụng chia sẻ 3 lần trang cá nhân và 5 lần trên các hội chợ nhóm cho em nhé. Rất là đẹp và rất là sang luôn đấy ạ. Mùa hè tới rồi thì các chị hãy sắm cho mình một chiếc áo sơ mi như em đang mặc trên người đây. Tưởng chừng là đơn giản thôi nhưng mặc lên người thực sự rất là sang và rất là sang luôn đúng không ạ? Rồi áo đang mặc có size nhé chị Nguyễn Bình nhé. Size S, size M, size L, size XL và size XXL, size 3XL là bên em có đủ size đúng không ạ? Nên các chị mua hàng giá 18k của bên em chỉ việc để lại cho em nhá, 18k kèm màu mình thích và kèm theo số điện thoại của mình đúng không ạ? Với giá bán 18k là giá bán áp dụng chia sẻ 3 lần trang cá nhân và 5 lần trên các hội chợ nhóm cho em đúng không ạ? Ok nhá, chị Hà Nguyễn này, chị lấy màu cam đất đúng không ạ? À, đây không phải là màu cam đất, đây là màu, đúng rồi, màu cam đất chính xác luôn đấy ạ. Ok chị Quý Định một chiếc 18k, chị comment cho em kèm theo cả số điện thoại luôn cho em nhá. Ok chị Nguyễn Bình, ok chị yêu của em, ok chị Thanh Nhàn, ok chị Mơ Phạm nhá, áo bên em có đủ size từ size S cho tới size 3XL, tức là từ 40 tới 85kg là bên em có đủ size của chiếc áo này đúng không ạ? 18k màu da này, 18k màu cam đất và đây là 18k màu đỏ đô đúng không ạ? Giá bán của nó rất là rẻ luôn, với giá bán chiếc áo này là 18k thôi, rất là rẻ luôn nhá. Áo sơ mi lịch vai hiện tại em không xả đúng không ạ? Hay em chỉ xả hiện tại là em chỉ còn những cái màu này thì em xả lốt thôi đúng không ạ? Màu đen thì thực sự là cũng hết màu đen rồi đấy ạ. Nên em mang ra xả lốt, em chỉ còn 3 màu này thôi nhá. Với giá bán là 18k và giá bán này là giá bán áp dụng nhá. Chia sẻ 3 lần trang cá nhân và 5 lần trên các hội chợ nhóm cho em luôn được không ạ? Ok chị Duyên Phan ơi, áo của bên em có giá bán là 18k nhá. 18k kèm màu và kèm theo số điện thoại của mình, rồi sau đó là quay ra chia sẻ 3 lần trang cá nhân và 5 lần trên các hội chợ nhóm cho em thôi là mình có thể sở hữu được áo sơ mi cổ V của em rất là đẹp luôn, với giá bán của nó là 18k một chiếc áo đúng không ạ? Giá bán 18k một chiếc áo rất là đẹp luôn các chị nhá. Mùa hè tới rồi thì không thể thiếu những chiếc áo như này được mà ra mặc ra ngoài đường đúng không ạ? Mặc được hai kiểu nhá. Như em đang cầm trên tay đây thì là em thường thường em thích mặc sắn tay áo lên và chỗ này là có những cái các chị có thể kéo lên và thắt nhẹ rất là đẹp luôn các chị nhá. Rồi chính xác luôn đúng rồi ạ, 18k và size S nhá. Hiện tại thì em đang mặc trên người là một chiếc size S đúng không ạ? Rồi, ok chị Nguyễn Thư lấy áo đang mặc thì để lại cho em nhá, 18k kèm màu của chị thích và kèm theo số điện thoại của mình. Rồi sau đó là quay ra chia sẻ cho em 3 lần trang cá nhân và 5 lần trên hội chợ nhóm cho em đúng không ạ? Vì giá bán rất là rẻ, rất là đẹp luôn đúng không ạ? Ok nhá, chị Lê Giang màu cam đất màu da, chị lấy 2 chiếc và chị sẽ chia sẻ gấp đôi số lần cho em đúng không ạ? Em xin nhắc lại chiếc áo này đúng không ạ?
này bên có giá bán là 18k này, 18k màu da, 18k màu cam đất, 18k màu đen, giá bán áp dụng chia sẻ 3 lần trang cá nhân và 5 lần sẽ có hỗ trợ nhóm cho em nhá. Ok nhá, chị Nguyễn Thùy Trang đúng không ạ? Ok chị yêu của em này. À, bên em vẫn đang gọi điện tích cực từ hôm qua, hôm nay vẫn chưa hết đơn hàng 18k đâu không chị Nguyễn Thị Trang nhá, để em một chút nhá. Đúng không ạ? Em đã nhắc thằng này các bạn rồi nhá, 18k của chị rồi đúng không ạ? Ok chị Selena Thảo Ni lấy một chiếc đúng không ạ? Ok chị yêu của em nhá. Rồi áo đang mặc có giá bán là 18k chị Su Trần nhá. Để lại cho em 18k kèm màu và kèm theo số điện thoại của mình trên cùng một dòng comment cho em luôn đúng không ạ? Màu cam đất này, 18k màu da, 18k màu cam đất và 18k màu đỏ rất là đẹp và rất là sang luôn đúng không ạ? Ok chị Thanh Thảo, áo màu cam đất đúng không ạ? Ok chị xóa đi quá khứ đúng không ạ? Chị Kim Phan nhá. Ok chị yêu của em này. Chị Thùy Trang ok chị ok chị yêu nhá. Rồi. Ok chị Thanh Tâm Nguyễn đúng không? Áo bên có giá bán là 18k một chiếc thôi, áp dụng chia sẻ 3 lần trang cá nhân. 18k màu cam đất, 18k màu da, 18k màu cam đất, 18k màu đỏ đô rất là đẹp và rất là sang luôn đúng không ạ? Rồi, để lại cho em theo cú pháp nhá, 18k kèm màu và kèm theo số điện thoại của mình. Rồi áp dụng cho anh chị chia sẻ 3 lần trang cá nhân và 5 lần sẽ hỗ trợ nhóm cho em nhá. Hiện tại thì màu đen bên em đã hết màu đen rồi nhá chị nhá. Bên em chỉ còn hôm nay bên em chỉ xả 18k với 3 màu này thôi đúng không ạ? Màu da này, màu cam đất và đây là màu đỏ đô nhá, với giá bán rất là rẻ luôn. Chỉ có giá bán là 18k một chiếc đúng không ạ? Ok nhá, chị Hạnh My ơi, áo bên em có giá bán là 18k nhá chị Hạnh My nhá. Chị Tina cũng bây giờ mới vào đúng không ạ? Giá bán bên em là 18k một chiếc, áp dụng chia sẻ 3 lần trang cá nhân và 5 lần sẽ hỗ trợ nhóm cho em nhá. Ok, chị ở chân váy bên em có bán giá 150, vẫn giá bán 150 nhá chị nhá. Còn áo bên em đang xả áo này với giá bán là 18k một chiếc đúng không ạ? Chị Phan Thị Tú Anh ok chị nhá, chị lấy 2 chiếc đúng không ạ? Rồi, 18k một chiếc thôi, áp dụng chia sẻ 3 lần trang cá nhân và 5 lần sẽ có hỗ trợ nhóm cho em nhá. Rất là đẹp và rất là xinh luôn đấy ạ. Các chị ơi, mùa hè tới rồi thì mình không thể thiếu những chiếc áo này khi mặc ra ngoài đường đúng không ạ? Em thấy thật sự rất là cần thiết trong cuối mùa hè này các chị nhá. Mở giá bán của chiếc áo này chỉ có giá bán là 18k một chiếc, áp dụng chia sẻ 3 lần trang cá nhân và 5 lần sẽ có hỗ trợ nhóm cho em được không ạ? Ok nhá, chị Minh Lân đúng không ạ? Ok chị yêu của em nhá, để lại cho em theo cú pháp và nhớ quay ra chia sẻ cho em. Bởi vì cái giá bán 18k là cái giá bán rất là rẻ rồi đúng không ạ? Rất là rẻ rồi, chỉ có giá bán 18k thôi. Nên chị nào muốn không bị ẩn comment và em chốt đơn hàng được thì các chị phải chia sẻ thì mới không bị ẩn comment đúng không ạ? Hãy chia sẻ để không bị ẩn comment và em sẽ luôn luôn nhìn thấy comment của tất cả mọi người trên livestream của bên em đúng không ạ? Ok, chị Diệu Tâm một chiếc màu đỏ đã thấy comment của chị rồi nhá. Chị Sang Lê một chiếc màu cam đất 18k, ok chị yêu của em này đã chia sẻ cho em chưa ạ? Chị Mai Đàm Make Up ơi, áo bên em có giá bán là 18k và size của nó là từ size S cho tới size 3XL, tức là từ 40 cho tới 85kg là bên em có đủ size chị nhá. Ok chị Nguyễn Hana nhá, xin chào. Ok chị Mãi Bình Yên đúng không ạ? Em xin nhắc lại chiếc áo này bên em có giá bán là 18k và giá bán này là giá bán áp dụng nhá, chia sẻ cho em 3 lần trang cá nhân. Rồi, để mua áo bên em với giá bán là 18k rất đơn giản thôi các chị nhá. Các chị chỉ việc comment 18k kèm màu mình thích và kèm theo số điện thoại. Rồi sau đó là quay ra chia sẻ cho em 3 lần trang cá nhân và 5 lần trên hội trợ nhóm thôi là mình có thể sở hữu áo sơ mi của em rất là đẹp luôn. Với giá bán của chiếc áo này là 18k có đủ size nhá. Từ size S cho tới size 3XL, từ 40 tới 85kg là bên có size của chiếc áo này đúng không ạ? Và hiện tại thì em đang mặc trên người là một chiếc size S nhá. Còn chiếc size M, size L, size XL sẽ to hơn rất nhiều đúng không ạ? Ok, chị Quyên Phan lấy một chiếc màu cam đất thì chị đã chia sẻ cho em chưa ạ? Ok nhá, chị Minh Lân lấy một chiếc màu đỏ đô size S đúng không ạ? Đã chia sẻ cho em chưa ạ? Rồi, ok nhá, em thấy comment của chị Minh Lân rồi đúng không ạ? Ok chị nhá, ok chị El Trang Mi, ok chị yêu của em này, chị Thu Trần một chiếc 18k màu cam đất đúng không ạ? Rồi, còn chị nào muốn sở hữu áo sơ mi của em cổ V với giá bán là 18k thì cũng nhanh chóng đặt hàng luôn cho em trong cái livestream này với giá bán của chiếc áo này là 18k và giá bán này là giá bán áp dụng chia sẻ 3 lần trang cá nhân và 5 lần sẽ có hỗ trợ nhóm cho em nhá. Rồi, chị Thanh Thủy một chiếc 18k màu đỏ đô đã chia sẻ cho em 3 lần chưa ạ? 18k màu da đúng không ạ? 18k màu cam đất nhá. Còn đây là 18k một chiếc màu đỏ đô đúng không ạ? Màu đỏ đô rất là đẹp và rất là sang luôn các chị nhá. Với giá bán của chiếc áo này là 18k đúng không ạ? Phải chia sẻ thì bây giờ mới bán giá 18k vì đã bán giá rất là rẻ rồi với giá bán 18k nhá. Ok chị Anh Ngọc đúng không ạ? Lấy một chiếc 18k màu cam đất đã chia sẻ cho em 3 lần để chế độ công khai cho em nhá.
Rồi khi bên em gọi điện chốt đơn hàng, các chị phải chia sẻ và giữ nguyên cho em và để cái chế độ công khai cho em nhá. Đừng có để cái chế độ chỉ mình tôi thôi thì sẽ không bao giờ chốt đơn hàng 18k đâu các chị nhá. Các chị lưu ý giúp em đúng không ạ? Ok, chị Minh Tâm một chiếc màu đỏ đô đúng không ạ? Đã chia sẻ cho em chưa ạ? Ok nhá, chị El Trang Ly đúng không ạ? Rồi, đã chia sẻ cho em chưa? Một chiếc áo bên em này 18k màu da đúng không ạ? 18k màu cam đất. Còn đây là 18k màu đỏ đô, rất là đẹp, rất là sang luôn. Hôm nay hiện tại bên em chỉ còn 3 lời thuyết mén xả lốt 18k đúng không ạ? Áp dụng cho anh chị nào mà chia sẻ cho em 3 lần trang cá nhân và 5 lần trên hội chọn nhóm cho em đúng không ạ? Rất là đẹp và rất là sang luôn nhá. Sơ mi trắng hiện tại bên em hết hàng đúng không ạ? Hết hàng, hiện tại em chỉ còn 3 màu thì em xả lốt với giá bán là 18k cho hết đúng không ạ? Cho hết nhá. Ok, chị Phương Thùy một chiếc 18k. Ok, chị yêu này thành phố Thanh Hóa đúng không ạ? Rồi, đã chia sẻ cho em chưa ạ? Chia sẻ cho em 3 lần trang cá nhân và 5 lần trên hội chọn nhóm cho em chưa ạ? Rồi, còn chị nào mà muốn mua áo thì em nếu không thì nhanh chóng comment cho em luôn trong livestream này với giá bán của nó là 18k trong chiếc áo sơ mi màu cam đất 18k đúng không ạ? Sơ mi màu đỏ đô đúng không ạ? Với giá bán 18k. Sơ mi màu da 18k nhá. Màu da thực sự màu da này rất là đẹp và rất là tôn dáng luôn các chị nhá. Màu da rất là đẹp và rất là xa tôn dáng luôn. Nên chị nào mà muốn mua chiếc áo như em thì để lại cho em theo đúng comment nhá. 18k màu da, 18k màu cam đất với giá bán 18k thôi. Và cái giá bán 18k là cái giá bán áp dụng chia sẻ 3 lần trang cá nhân và 5 lần trên các hội chọn nhóm cho em nhá. Ok, một chiếc áo tưởng chừng như đơn giản vô cùng luôn đúng không ạ? Áo cổ V đơn giản nhưng mặc lên người thực sự rất là sang người đúng không ạ? Rất là sang người. Và chất liệu của chiếc áo này thì là chất liệu voan nhá. Voan cát mặc rất là mát, rất là thích, rất là sang luôn chứ không phải là voan bình thường các chị nhá. Voan này bên em là voan cát chứ không phải là voan bình thường, các chị nhìn voan chưa ạ? Mùa hè tới rồi thì các chị lên sắm cho mình một chiếc áo sơ mi voan như em mặc trên người rất là sang luôn, đơn giản, rất là sang trọng, rất lịch sự đúng không ạ? Sang chảnh lịch sự này rất là đẹp đúng không? Đúng không ạ? Rồi, ok chị Hồng Phương đúng không ạ? Ok chị yêu này, ok chị Ngọc Toàn đúng không ạ? Xin chào nhá. Rồi, chúc tất cả các chị có một buổi trưa vui vẻ đúng không ạ? Rồi, còn chị nào mà muốn sở hữu áo bên với giá bán là 18k để lại cho em nhá, 18k đúng không ạ? Ok chị Trịnh Nguyệt Ánh vẫn chưa có ai gọi điện trơn hàng 18k với chị đúng không ạ? Rồi, kết thúc cái livestream này thì nhắc đúng không ạ? Hôm qua em nhắc rồi đấy ạ. Riêng tối qua em nhắc ca tối rồi đúng không ạ? Ok chị Thảo Trương nhá, ok nhá. Rồi ok chị yêu của em, chị Dương California đúng không ạ? Chị Nguyễn Quỳnh Anh đúng không ạ? Rồi, còn chị nào muốn mua không để lại luôn cho em comment luôn cho em nhanh chóng cho em với giá bán 18k đúng không ạ? Rất là rẻ luôn nhá, 18k thôi. 18k thôi chị nhá. Rồi chị Thùy Vân đúng không ạ? Ok chị Linh Nguyễn đúng không ạ? Một chiếc cam đất nhá. Rồi ok chị yêu Thùy Trang của em nhá. Rồi chị Thùy Trang hôm nay là em sẽ phải kết thúc cái live stream này, em sẽ báo nhân viên này xử lý ngay và luôn cái đơn hàng 18k của chị đúng không ạ? Chị Thùy Trang nhá. Nhắc rồi chưa làm đúng không ạ? Ok chị Liên Tạ lấy một chiếc 18k màu da đúng không ạ? Rồi còn chị yêu nào của em muốn sở hữu áo này nữa không nào, nhanh chóng comment luôn cho em trên một dòng comment nhá. Các chị lưu ý giúp em là giá bán 18k này là cái giá bán mà áp dụng chia sẻ nhá, 3 lần trang cá nhân để ở chế độ công khai giúp em đúng không ạ? Để chế độ công khai cho em, đừng có để cái chế độ chỉ mình tôi thôi mà em sẽ không nhìn thấy các chị chia sẻ và sẽ không chốt được 18k cho tất cả mọi người đúng không ạ? 18k màu cam đất đang mặc trên người này, 18k màu da đúng không ạ? Còn đây là 18k màu đỏ đô, mặc rất là sang luôn với giá bán của chiếc áo này cổ V 18k đúng không ạ? Nên chị nào mà có muốn sở hữu để lại cho em nhá. Rồi, áo đang mặc bên có bán giá bán là 18k các chị nhá. Để lại cho em theo cú pháp và nhớ là chia sẻ cho em thì mới có giá bán 18k đúng không ạ? Không chia sẻ sẽ không có giá bán 18k được đâu nhá chị nhá. Vì bên đã xả toàn bộ áo sơ mi này với giá bán là 18k rồi nhá chị Yến Như nhá. Chị Yến Như ơi, 18k một chiếc thôi, chị để lại cho em comment và nhớ chia sẻ cho em nhá. 3 lần trang cá nhân và 5 lần trên hội chợ nhóm cho em được không ạ? Ok nhá, 18k màu da, 18k màu đỏ đô và 18k màu cam đất, rất là sang luôn đúng không ạ? Rồi nhanh chóng cho em luôn đúng không ạ? Chị Mỹ An ơi, chị muốn mua áo 18k của nhà em thì chị hãy tương tác tích cực với bên em nhé chị Mỹ An nhá, đúng không ạ? Ok, chị Nhật Quang đã nhận được hàng 18k của bên em chưa thì hãy comment đây cho biết, hôm trước chị cũng mua 18k của em rồi đúng không ạ? Thì comment đây cho cả nhà mình cùng biết Nhật Quang nhá. Chị Yến Như 18k, ok chị yêu nhá. Chị Linh Mi đúng không ạ? Em thấy comment của chị rồi đấy ạ. Ok, chị Thùy Trang đúng không ạ? Chị Thùy Trang này rồi, ok này. Chị nào đây ạ? Chị Huyền Anh đã chia sẻ cho em 3 lần và để chế độ công khai cho em nhá. 18k màu cam đắt kia đang mặc trên người đây đúng không ạ? Và đây là 18k màu da nhá, 18k màu đỏ đô. Chị Nguyễn Hà 62kg mặc size XL cho em, để lại cho em theo cú pháp và nhớ chia sẻ cho em. Vì cái giá bán này là giá bán áp dụng chia sẻ 3 lần trang cá nhân và 5 lần trên các hội chợ nhóm cho em nhá.
Rồi chị Yến Nguyễn, một chiếc màu da 18k đã chia sẻ cho em chưa ạ? Ok chị Dung Tuyết đúng không ạ? Rồi còn chị nào muốn mua áo bên em 18k thì nhanh chóng đặt hàng luôn cho em trong livestream này nhá. Chị Hoa nắng cam đất, ok chị để rồi. Chị Trần Vân, chị mét 50, chị nặng 55kg mặc size L cho em và để lại cho em cho Hùng Pháp nhá. Nhớ và chia sẻ cho em thì mới có giá bán 18k đúng không ạ? Tại vì cái giá bán 18k là cái giá bán rất là rẻ rồi đúng không ạ? Rất là rẻ rồi. Áp dụng cho anh chị chia sẻ cho em nhá, 3 lần trả cá nhân. Chị Khánh Voi yêu của em ơi, hãy tương tác tiếp tục với bên em để mua áo bên em với giá 18k đúng không ạ? Em xin nhắc lại nhá, để mua áo bên em, áo sơ mi bên em với giá bán là 18k này, các chị chỉ việc comment 18k kèm màu mình thích và kèm theo số điện thoại, rồi sau đó quay ra chia sẻ cho em nhé, 3 lần trang cá nhân thôi và 5 lần trên hỗ trợ nhóm cho em là mình có thể mua được áo bên em với giá bán là 18k chị nhé. Rồi anh Đặng Nhật Huy, tao mua đúng không ạ? Tao mua thì để lại cho em 18k kèm màu và kèm theo số điện thoại của mình đúng không ạ? Nhanh chóng cho em luôn này. Chị nào muốn không bị ẩn comment thì các chị hãy chia sẻ để không bị ẩn comment nhé. Thì em sẽ nhìn thấy comment của tất cả mọi người đúng không ạ? Rồi ok, chị Đặng Nhật Huy vừa từ tao mua đúng không ạ, sang chuyển em mua luôn đúng không ạ? Ok, chị Thảo Nguyễn màu cam đất đã chia sẻ cho em chưa ạ? Chị Lệ Diễm Hằng đúng không ạ? Bên em không bán 3 cái cho một người đâu, một người chỉ được mua một chiếc thôi chị nhá. Vì số lượng các chị mua rất là nhiều đúng không ạ? 18k, chính xác 18k thôi ạ. Size L, ok bên em có size L luôn nhá. Các chị mua hàng của bên em chỉ việc để lại cho em mã kèm để lại cho em này 18k kèm màu và kèm theo số điện thoại của mình thôi ạ. Chị Diệu Thúy 50kg mặc size M cho em nhá. Ok chị Ruby La đúng không ạ? Rồi nhanh chóng cho em nào, còn chị nào muốn mua áo 18k thì cũng nhanh chóng luôn cho em nhé. Nhanh chóng để lại cho em comment 18k kèm màu và kèm theo số điện thoại của mình trên cùng một dòng comment luôn cho em đúng không ạ? Rồi, chị nào mà chưa chia sẻ, các chị hãy nhớ quay ra chia sẻ để không bị ẩn comment cho em luôn đúng không ạ? Chị nào mà chưa chia sẻ thì quay ra chia sẻ luôn để không bị ẩn comment các chị nhé. Rồi ok, chị Tường Vi Nguyễn đúng không ạ? Lấy một chiếc màu đỏ đâu thì đã chia sẻ cho em chưa ạ? Vì cái giá bán của em này, em xin nhắc lại nhá, 18k một chiếc màu da đúng không ạ? 18k một chiếc màu da, thực sự màu da mặc rất là đẹp và rất là sang luôn đúng không ạ? Ôi giời ơi, rất là đẹp, rất là sang luôn nhá. Có 3 màu, hôm nay dáng mi bên này chỉ xả có 3 màu này thôi với giá bán 18k đúng không ạ? Màu da 18k đúng không ạ? Màu đỏ đô 18k, màu cam đất 18k. Màu nào cũng đẹp và màu nào cũng sang luôn nhá. Nên các chị mua hàng của em để lại cho em theo đúng comment luôn nhá. Chị Hậu Nguyễn 56kg mặc size L cho em đúng không ạ? Chị Mặt Trời, ok chị yêu của em nhá, lấy size M 18k đúng rồi. Rồi còn chị nào muốn mua nhanh chóng lốt cho em, nhanh chóng được không ạ? Rồi em chỉ chốt 18k trong khoảng 4 phút nữa thôi là em sẽ kết thúc 18k nhá. Nên còn chị nào mà chưa chia sẻ mà em chưa đọc tên ý thì các chị hãy quay ra chia sẻ luôn để không bị ẩn comment đúng không ạ? Sẽ không bị ẩn comment nhá. Chị Bùi Phương Thanh đúng không ạ? Em thấy rồi, chị Bùi Phương Thanh sớm thấy comment của chị luôn nhá chị nhá. Chị Ngọc Diệp Lê 65kg mặc size XL cho em nhá. Rồi màu của em đang mặc trên người em là màu cam đất đúng không ạ? Với giá bán của nó 18k thôi. Áp dụng cho những chị nào mà chia sẻ tương tác tích cực nhất với bên em đúng không ạ? Chị bé Tết ơi, mà chị mét 50, chị nặng 40kg, chị mặc size S cho em cho xin nhá. Mặc size S thì em đang mặc trên người và hiện tại là em cao 1m6 và em cao 1m6 và em nặng khoảng 47kg. Và hiện tại là em đang mặc một chiếc size S đúng không ạ? Chị Thùy Linh, chị 53kg mặc size M cho em nhá. Chị Trần Nguyên thấy comment của chị rồi nhá. Các chị ơi, các chị muốn không nhận comment mà em luôn luôn nhìn thấy comment của tất cả mọi người trên livestream ấy thì các chị hãy chia sẻ cho em nhá. Chia sẻ để không bị ẩn comment đúng không ạ? Hãy chia sẻ để không bị ẩn comment và em sẽ luôn luôn nhìn thấy comment của tất cả mọi người trên livestream này đúng không ạ? Chính xác luôn, em xin nhắc lại đúng không ạ? 18k màu cam đất như em mặc trên người, đây là màu cam đất 18k đúng không ạ? 18k màu da nhá. Còn đây là 18k màu đỏ đô nhá. Chị Trần Nguyên 52kg mặc size M cho em nhá. Rồi chị nào muốn mua thì nhanh chóng để lại cho em comment 18k kèm màu và kèm theo số điện thoại của mình trên cùng một dòng comment cho em luôn. Và sau đó là nhớ phải quay ra chia sẻ cho em nhá. Vì cái giá bán 18k này là giá bán áp dụng chia sẻ 3 lần trang cá nhân và 5 lần trên hỗ trợ nhóm cho em được không ạ? Em thấy comment của chị Ngọc Anh rồi nhá. Rồi muốn không còn comment hãy chia sẻ nhá. Ok chị Huyền Anh lấy size S nào. Ok chị yêu của em, chị Lê Vinh đúng không ạ, 18k rồi. Các chị ơi chỉ còn 3 phút nữa thì em sẽ kết thúc 18k nhá. Nên còn chị nào mà chưa mua được áo bên em thì hãy để lại cho em comment và nhớ là quay ra chia sẻ thì sẽ không bao giờ bị ẩn comment đúng không ạ?
18k màu cam đất, 18k màu da và 18k màu đỏ đô đúng không ạ? Áo cổ V rất, chất liệu của nó chất liệu voan cáp rất là sang luôn. Mùa hè tới rồi thì các chị lên sắm cho mình một chiếc áo đi, em thấy rất là hợp lý đấy ạ. Em thấy rất là cần thiết trong cái mùa hè này đúng không ạ? Chị Băng Liên 45kg mặc size S cho em nhá. Rồi, nhanh chóng đặt hàng luôn cho em trong nay chị này với giá bán của nó 18k đúng không ạ? Chị nào mà chưa mua áo bên em với giá bán là 18k thì các chị hãy nhớ quay ra chia sẻ luôn để bắt đầu chốt đúng không ạ? Ok nhá, chị Cẩm Tú đúng không ạ? Ok, chị Ngô ha, chị Che lên thấy comment của chị rồi ạ. Rồi, nhanh chóng mua, nhanh chóng cho em luôn để em chốt 18k từng chị một đúng không ạ? Rồi, các chị muốn mua hàng em với giá bán là 18k thì cũng nhanh chóng luôn cho em này. Chị nào chưa chia sẻ, quay ra chưa chia sẻ luôn cho em nhá. Còn chị nào mà đã chia sẻ rồi thì comment trên lên trên live cho em biết là các chị đã chia sẻ và chia sẻ bao lần để bắt đầu chốt 18k cho chị đúng không ạ? Nhanh chóng cho em luôn đúng không ạ? Rồi, chị nào mà chưa chia sẻ quay ra chia sẻ luôn cho em nhé. Còn chị nào đã chia sẻ thì comment cho em biết là đã chia sẻ và chia sẻ bao nhiêu lần rồi để em bắt đầu chốt 18k cho từng chị một đúng không ạ? Rồi, đấy em một tí chị Minh Hường, đấy em một chút này. Rồi, nhanh chóng cho em luôn nào. Chị nào chưa chia sẻ quay ra chia sẻ luôn cho em nhé. Đã chia sẻ thì comment cho em đã chia sẻ và chia sẻ bao lần để em bắt đầu chốt 18k cho từng chị một đúng không ạ? Các chị mà muốn không bị ẩn comment thì các chị hãy chia sẻ để không bị ẩn comment các chị nhá. Chị nào mà đã chia sẻ rồi thì comment lên trên live cho em biết là các chị đã chia sẻ bao lần đúng không ạ? Rồi, em xin chúc mừng chị đầu tiên đúng không ạ? Em xin chúc mừng chị đầu tiên là chị Dung Láo nhá. Chị Dung Láo số điện thoại bao nhiêu đây ạ? Chị Dung Láo chia sẻ 10 lần vào hội nhóm này. 0964 0964. Ôi thiếu số điện thoại là chị Dung Lào ơi, thiếu số điện thoại là chị bổ sung cho em nhá. Rồi, em xin chúc mừng chị đầu tiên là chị Hoài Thu đúng không ạ? Chị Hoài Thu này 0974 này, 275 này, 275805 đúng không ạ? Xin chúc mừng chị là người đầu tiên mua áo bên em với giá bán là 18k đúng không ạ? Tiếp theo đúng không ạ? Rồi, tiếp theo là chị nào mà chưa chia sẻ nhanh chóng quay ra chia sẻ luôn cho em để mua áo bên em với giá là 18k đúng không ạ? Muốn không bị ẩn comment thì các chị hãy chia sẻ để không bị ẩn comment nhé. Và em sẽ luôn luôn nhìn thấy comment của tất cả mọi người trên livestream đúng không ạ? Rồi, xin chúc mừng chị thứ hai là chị Bảy Lê đúng không ạ? 01288 này. 01228 này. 01228 này là nhiêu đây ạ? 234907 đúng không ạ? 234 này, 907 này. Đây là chị nào? Đây là chị Bảy Lê đúng không ạ? Rồi, xin chúc mừng chị tiếp theo là chị Bảy Lê đúng không ạ? Rồi, xin chúc mừng chị thứ hai là chị Bảy Lê rồi. Còn chị nào muốn mua áo bên em với giá bán là 18k nữa thì nhanh chóng comment luôn cho em nhá. Nhanh chóng comment cho em và chia sẻ để không bị ẩn comment đúng không ạ? Em sẽ chốt cho từng chị một và những chị nào mà em đọc tên thì xin chúc mừng các chị nhá. Rồi, còn chị nào muốn mua áo 18k nữa chưa chia sẻ quay ra chia sẻ luôn cho em đúng không ạ? Chưa chia sẻ quay ra chia sẻ luôn để sẽ chốt tiếp 18k cho từng chị một đúng không ạ? Rồi, nhanh chóng cho em luôn nào. Nhanh chóng cho em luôn là em hiện tại vẫn chưa nhìn thấy comment của tất cả mọi người đâu ạ. Tại vì hiện tại đang ẩn comment rất là nhiều nhá. Nhớ cho em là comment đã chia sẻ bao lần và kèm theo cho em cả số điện thoại trên livestream đúng không ạ? Em sẽ nhìn thấy comment của chị nào nổi nhất thì em sẽ đọc tên đúng không ạ? Rồi, xin chúc mừng chị tiếp theo này. Chị Nguyễn Thùy Linh này. Chị Nguyễn Thùy Linh đúng không ạ? Số điện thoại bao nhiêu đây ạ? Chị Nguyễn Thùy Linh 01 016 01658 016 58 264 264 828 đúng không ạ? Đã chia sẻ 16 nhóm này. Đã chia sẻ 16 nhóm. Các chị lưu ý cho em này, chia sẻ xong phải để nguyên si cho em để nhân viên em sẽ kiểm tra đúng không ạ? Bên sẽ kiểm tra từng chị một nhá. Bên sẽ kiểm tra từng chị một đúng không ạ? Nhanh chóng cho em nào. Còn chị nào mà chưa chia sẻ quay ra chia sẻ luôn cho em nhá. Đến chốt đơn hàng 18k chị đúng không ạ? Rồi, em sẽ chọn thêm một chị tiếp theo đúng không ạ? Rồi. Rồi, xin chúc mừng chị Thảo Sachiko đúng không ạ?
01698 này, 01698972 này, 972 này, 121 đúng không ạ? Rồi 121 này. Rồi Thảo Sakiko. Còn chị nào muốn mua áo như em với giá bán là 18k thì cũng nhanh chóng comment luôn cho em để bắt đầu đọc tiếp đúng không ạ? Bắt đầu đọc tiếp đúng không ạ? Hiện tại cái lượt view đang rất là thấp đúng không ạ? Hiện tại cái lượt view đang rất là thấp đấy ạ. Lên là 4 chị em vừa đọc tên thì nhanh chóng bổ sung cho em địa chỉ đúng không ạ? Nhanh chóng bổ sung cho em địa chỉ cũng như là chiều cao cân nặng để ngày mai em sẽ chốt đơn hàng với các chị với giá bán là 18k nhá. Rồi bây giờ các chị tương tác tích cực bên em và chia sẻ giúp em lên cho em mốc 500 người xem tiếp theo thì em sẽ chốt 18k đúng không ạ? Vì hiện tại là cái mốc người xem của em là chưa đạt 500 người xem thì em sẽ hiện tại là sẽ chưa được chốt 18k được đúng không ạ? Còn bây giờ là không để các chị chờ đâu thì em sẽ quay ra bán hàng luôn nhá đúng không ạ? 4 chị em vừa đọc tên thì các chị hãy nhanh chóng này bổ sung cho em cái địa chỉ cũng như là chiều cao cân nặng để bán chốt đơn hàng 18k cho 4 chị vừa đọc tên đúng không ạ? Rồi, hiện tại thì em đã kết thúc cái giá bán là 18k rồi. Nên còn chị nào mà chưa mua áo bên em với giá bán là 18k thì các chị hãy kéo lượt view cho em lên đến mốc 500 người xem tiếp theo thì em sẽ chốt 18k tiếp theo đúng không ạ? Còn bây giờ thì em xin phép quay ra bán hàng luôn để không để các chị chờ đợi lâu đúng không ạ? Rồi ok này, rồi thế này các chị nhá. Bây giờ thế này các chị nhá, kéo lượt view cho em lên mốc 500 người xem tiếp theo nhá thì em sẽ chốt tiếp đúng không ạ? Vì hiện tại bây giờ là cái mốc người xem đang rất là thấp, đang bị tụt dần rồi đấy ạ. Thì em sẽ xin phép quay ra bán hàng luôn đúng không ạ? Những chị nào mà hôm nay mà không may mắn mua được áo bên em với giá bán là 18k thì chị hãy để ở những cái livestream sau đúng không ạ? Những cái livestream sau nhá. Còn bây giờ thì em xin phép quay ra bán hàng luôn. Chiếc áo này bên em có mã của nó là B2 với giá bán của chiếc áo này là 140.000 đúng không ạ? Áo của bên em với giá bán là 140.000 nhá. Nên chị nào muốn mua áo này của bên em với giá bán là 140.000, mã của nó là mã B2 thì để lại cho em theo cú pháp nhá. B2 kèm màu và kèm theo số điện thoại của mình trên cùng một dòng comment luôn cho em được không ạ? Chị Bà cũng nói em bên em có, chị Bà cũng nói lắm, bây giờ mình thấy comment của chị rồi đấy ạ. Ở trong đấy Messenger có sẵn rồi, để có luôn. Ok nhá, chị Duyên Baby bây giờ mình đã nhìn thấy comment của chị rồi nhá. Chị Xoài Thơm cũng thế, bây giờ mình thấy comment của chị đúng không ạ? Rồi, em đã kết thúc với giá bán của nó là 18k rồi đúng không ạ? Ok, chị Lỡ Hằng bảo bán đi chị đúng không ạ? Rồi, để em một chút này, em sẽ bán hàng luôn nhá. Mã này của bên em có giá bán là có mã là B2 và với giá bán của nó là 140.000 nhá. Chính xác luôn, bị ẩn nhiều, rất là nhiều luôn nhá chị Mai Yết nhá. Không nhìn thấy comment tại vì comment rất là nhiều đấy ạ. Rồi, các chị ơi, hiện tại thì em đang bán chiếc áo B2 của em với giá bán của nó là quay trở về cái giá gốc của nó là 140.000 đúng không ạ? Hôm nay chị Phương Đô, Phương Đô không may mắn thì hãy đợi những cái livestream sau của em nhá. Đúng không ạ? Rồi, mã này em sẽ nhắc lại này, mã này bên em có mã là B2 với giá bán của chiếc áo này là 140.000 đúng không ạ? 140.000 nhá. Ok, chị Trương Thanh Thảo ơi, chị có thể comment lại để em trả lời câu hỏi của chị đúng không ạ? Hiện tại rất là nhiều chị nhá. Ok, chị Bà Cụ Non này rồi. Em chốt đơn cho chị Nguyễn Như Bé Đoàn là chiếc đầu tiên đúng không ạ? Rồi là chiếc đầu tiên này. Với giá bán 140 đúng không ạ? Rồi còn chị nào muốn mua áo bên em với giá bán là 140 thì để lại cho em nhá. Giá bán bên em là 140.000 với mã của nó mã B2 nhá. B2 cả kèm theo số điện thoại cho em đúng không ạ? Mã B2 kèm theo số điện thoại cho em đúng không ạ? B2 bên em có giá là bán là 140.000 đúng không ạ? Giá bán 140.000 nhá. Kết thúc 18k rồi nên các chị vui lòng không comment 18k nữa nhá. Em đã quay ra bán hàng rồi đúng không ạ? Em đang ngoài ngay đầu với các chị nhá. Nên mốc 500 đúng không ạ? Ok, chị Đoàn Kim Anh hôm nay không may mắn thì đợi những livestream sau chị nhá. Rồi, ok, chị Phượng Hoàng lấy B2 màu nâu comment cho em đúng không ạ? Mã B2 kèm màu và kèm theo số điện thoại. Màu cam đất, màu đỏ đô, màu da rất là đẹp và rất là sang luôn đúng không ạ? Màu da rất là đẹp luôn với giá bán của B2 là 140.000 thôi các chị nhá. Ok, chị Hoa Hoàng chốt đơn rồi nhá. Chị Trương Thanh Thảo để lại cho em theo cú pháp nhá. B2 kèm màu và kèm theo số điện thoại của mình đúng không ạ? Các chị ơi, có mã có số điện thoại bên mới chốt được hàng đúng không ạ? Có mã có số điện thoại mới chốt được hàng nhá. Không có mã không có số điện thoại sẽ không chốt được hàng đúng không ạ? Chị Lê Thúy ơi, chị Lê Thúy ok nhá. Chị Đinh Tato đúng không ạ? Rồi để lại cho em B2 bên em vừa giá bán 140 nhá. 140 đúng không ạ? Chị Phạm Tuyền ơi, bao nhiêu kg mặc nhịp mặc vừa đúng không ạ? Size bên em từ size S cho tới size 3XL, từ 40 tới 85 kg bên em có đủ size của chiếc áo này. Nên khi các chị mua hàng của shop em thì các chị chỉ việc để lại cho em mã kèm màu và kèm theo số điện thoại của mình đúng không ạ? Với giá bán của chiếc áo này mã B2 là 140.000 nhá. Rồi chị Phương Hoàng chốt đơn tiếp theo rồi đấy ạ. Chất liệu của nó chất liệu van và hàng này là hàng Quảng Châu của em nhá. Chị Linh Nguyễn 58kg mặc size L cho em được không ạ? Để lại cho em B2 140.000 và kèm theo số điện thoại của mình cho em được không ạ? Đây ạ, dáng này là dáng không xô vin nhá. Không xô vin thì nó
sẽ như thế này, còn sô vin như em thì nó sẽ ra như thế kia đúng không ạ? Để lại cho em nhá. Ok chị Mỹ Hiền Pha, hôm nay mình không may mắn mua áo bên em với giá bán 18k thì chị hãy đợi ở những cái livestream sau đúng không ạ? Biết đâu chị Mỹ Hiền Pha lại là người may mắn mua được áo bên em với giá bán 18k, rất là đẹp, rất là sang đúng không ạ? Rồi chị Thảo Lê ơi, 140.000 với mã là B2 chị nhá. Rồi chị nhà Nguyễn chốt đơn rồi. Để lại cho em mã kèm màu và kèm theo số điện thoại của mình trên cùng một dòng comment cho em luôn đúng không ạ? Các chị ơi, các chị cứ để lại cho em mã nhá, kèm màu và kèm theo số điện thoại nhá. Còn chị nào mà thích mua chân váy của em, mua cả set luôn thì comment cho em cả set nhá. Chân váy bên em thì hiện tại có giá bán là 150.000 đúng không ạ? 150.000 rất là đẹp và rất là sang luôn nhá. Ok chị Sơ, chào chào chị đúng không ạ? Rồi có lẽ em đây ẩn comment rất là nhiều đúng không ạ? Rồi ok chị Bé Đoàn nhá. Rồi còn chị nào muốn sở hữu mã B2 nhà em nữa không thì cũng nhanh chóng comment cho em nhá. B2 kèm màu và kèm theo số điện thoại của mình đúng không ạ? Giá bên bán bên em là quay trở về cái giá gốc của nó là 140.000 nhá. Có 3 màu này, màu cam đất này, màu da và màu đỏ đô, rất là đẹp và rất là sang luôn đúng không ạ? Rồi chị Phạm Tuyến chốt đơn rồi nhá. Chị Kiều Giang ơi, hàng em ở ngoài Hà Nội, em ở ngoài Hà Nội chị nhá. Ok chị Lệ Thúy Nguyễn chốt đơn B2 tiếp theo này. Rồi còn chị nào muốn chốt mã B2 được không thì để lại cho em mã B2 kèm màu và kèm theo số điện thoại của mình đúng không ạ? Hiện tại thì em đang mặc trên người là một màu cam đất rất là đẹp và rất là sang luôn, với giá bán của chiếc này là 140.000 nhá. Chị Duyên My chốt đơn tiếp theo đấy ạ. Ok chị Mỹ Hiền Phan, hôm nay mình không may mắn mua 18k thì chị đợi những livestream sau nhá, chị đừng buồn nhá. Chị Lệ Thúy Nguyễn ơi, 47kg chị mặc sẽ cho em, để lại cho em mã B2 kèm màu và kèm theo số điện thoại của mình nhá. Sơ mi 140, chị Nguyễn Thị Tùng nhá, để lại cho em mã B2 đi ạ. Để lại cho em mã B2 với giá bán là 140.000 nhá. Còn chị làm thích mua chân váy thì để lại cho em chân váy và kèm theo số điện thoại của mình đúng không ạ? Chị Trần Thị Thu Băng ơi, bên em đã bán hết 18k rồi nên chị vui lòng đừng comment 18k nữa cho em nhá. Rồi chị Su Bell chốt đơn tiếp theo rồi ạ. Chị Sâu Nguyễn đúng không ạ? Xin chào chị nhá. Chị Oanh Kiều lấy B2 comment cho em B2 và kèm theo số điện thoại của mình nhá. Ok chị Thùy Linh chốt đơn nhá, chị gì đấy ạ? Chị Thu Hường vui lòng không comment 18k nữa cho em đúng không ạ? Chị Oanh Kiều lấy B2 màu cam đất bổ sung cho em luôn cả số điện thoại luôn cho em nhá. Chị Liên Rùa 1m50 42kg mặc sẽ cho em nhá các chị ơi. Để lại cho em B2 và kèm theo số điện thoại đúng không ạ? B2 và kèm theo số điện thoại nhá. Chị Lan Rùa để lại cho em B2 kèm theo số điện thoại đúng không ạ? Chị Đặng Nhật Mùa Huy muốn mua thì để lại cho em mã kèm màu số điện thoại nhá. Chị Kiều Giang 65kg mặc size XL cho em được không ạ? Giá bán bên em là 140.000 một chiếc áo sơ mi rất là đẹp luôn. Nên chị nào muốn mua sơ mi của em thì để lại cho em mã B2 kèm theo số điện thoại của mình, với giá là của nó, giá bán của nó là 140.000 nha đúng không ạ? Chị một lần nữa khóc thêm ơi, chị ở bao nhiêu cân đấy ạ? Em xin nhắc lại được không ạ? Áo này bên em có đủ size từ 40 cho tới 85kg đúng không ạ? Nên các chị mua hàng của em chỉ việc để lại cho em này mã kèm màu và kèm theo số điện thoại của mình đúng không ạ? B2 kèm màu và kèm theo số điện thoại nhé đúng không ạ? Rồi để lại cho em mã B2 kèm màu kèm số điện thoại luôn cho em nhé. Chị Ngọc Phú ơi, chị bán hàng vất vả quá em nhỉ? Chính xác luôn chị Son Hoàng ạ, bán rất vất vả luôn mà bán giá cũng cực rẻ luôn ạ. Và nói thì cũng nói rất là nhiều, rất là mệt luôn chị ạ. Chị Ngọc Phú bổ sung cho em mã B2 và kèm theo số điện thoại của mình nhé. Có số điện thoại rồi nhưng mà lại không có mã nên không chốt được hàng chị ạ. Chị Kenny Kiều ơi, 18k hết đầu chương trình rồi chị nhá. Chị Phan Thị Tú Anh ơi, em ở ngoài Hà Nội đấy ạ. Áo bên đang mặc là có giá 140 chị nhá. Rồi chị Duyên Ruby chốt đơn rồi đấy ạ. Ok chị Bào Phụ Non này, em cảm ơn chị nhá. Chị Phạm Thị Tú Anh ơi, ship 30.000 đến các tỉnh nhá. Chị Nguyễn Thị Hải để lại cho em kèm bổ sung cho em số điện thoại luôn đúng không ạ? Chị Hùng Nguyễn 50kg mặc size M cho em, để lại cho em mã B2 và kèm theo số điện thoại của mình nhé. Chị Thảo Nguyên 73kg mặc size 2XL để lại cho em mã B2 và kèm theo số điện thoại của mình đúng không ạ? Chị Mai Dù 53kg để lại cho em mặc size M, để lại cho em mã B2 và kèm theo số điện thoại của mình nhé. Chị Hoàng Nguyễn chốt đơn, chị Oanh Kiều chốt đơn, chị Bé Võ ơi có màu đen và màu trắng chị Bé Võ nhá. Bé màu đen màu trắng bên vẫn có chị nhá, để lại cho em mã kèm màu và kèm theo số điện thoại của mình nhá. Áo đỏ đô bên có giá bán là 140 chị Kiều Giang nhá. 140.000 áo cổ V rất là đẹp, rất là sang luôn. Chị Lan Rùa chốt đơn rồi đấy ạ. Rồi trong cái livestream này thì em xin phép like cái mẫu này thôi đúng không ạ? Chị Phượng Hoàng chốt đơn cho chị ở phía trên rồi đấy ạ. Rồi còn chị nào muốn mua cái mã B2 thì em thì để lại cho em mã kèm màu và kèm theo số điện thoại của mình nhá. Chất liệu của chiếc áo này thì vô cùng mát và vô cùng đẹp luôn đấy ạ. Ok chị Ngọc Vũ chốt đơn B2 tiếp theo rồi đấy ạ. Chị Việt Cường Cao, em xin phép trong livestream này chỉ làm một mẫu cho dễ chốt đúng không ạ? Chị Jenny Lam ơi, 47kg mặc size S cho em cho xinh nhá, để lại cho em mã B2 và kèm theo số điện thoại của mình nhá. Chị Quý Bùi ơi, 140.000 để lại cho em mã B2 và kèm theo số điện thoại của mình đúng không ạ? Chị Tâm Lòng chốt đơn B2 nhá. Chị Hoàng Phương ơi, 60kg mặc size XL để lại cho em B2 và kèm theo số điện thoại của mình nhá. Chị Hồ Tuyền ơi, giá 140 để lại cho em mã B2 kèm số điện thoại của mình đúng không ạ? Rất là đẹp, rất là sang luôn. Ship 30.000 đúng không ạ? Ok chị Tuyết Mai, cảm ơn chị nhá. Chị Nguyễn Thị Hải ơi, để lại cho em mã B2 và kèm theo
số điện thoại của mình nhá thì mới chốt được hàng đúng không ạ? Các chị không để mã thì sẽ không chốt được hàng đâu ạ, tại vì là nhà em nhiều mã lắm ạ. Ok, chị Nguyễn Thị Hồng Thái để lại cho em nhá. Chị mét 63 nặng 58 kg, mặc size L, để lại cho em mã B2 và kèm theo số điện thoại của mình đi ạ. Đây là màu da, đây là màu đỏ đô, em mặc trên người là màu cam đất các chị nhá. Chị Kiều Giang để lại cho em mã B2 và kèm theo số điện thoại của mình nhá. Chị Quý Bùi muốn xem màu đỏ đô đúng không ạ? Màu đỏ đô rất là sang, rất là đẹp luôn nhá. Chị Oanh Kiều 52 kg, mặc size M cho em nhá. Chị Quý Bùi 54 kg, mặc size M cho em đúng không ạ? Rồi chị Kiều Giang này, chị Nguyễn Thị Tùng 65 kg, mặc size XL để lại cho em đúng không ạ? Em xin nhắc lại chiếc áo này đúng không ạ? Áo này bên em có mã là B2 và với giá bán của chiếc áo này hiện tại em đang bán là 140.000 đúng không ạ? Chị Linh Vũ 54 kg, mặc size M cho em nhá. Chị Quý Bùi mặc size M cho em này. Chị Húm Mi đúng không ạ? Áo 140 đúng không ạ? Chị Kiều Giang chốt đơn tiếp theo đúng không ạ? Rồi. Rồi còn chị nào muốn mua áo sơ mi nhà em cổ V với giá bán của nó 140 thì để lại cho em mã kèm theo màu và kèm theo số điện thoại của mình đúng không ạ? Màu bên em là màu cam đất và màu đỏ đô đúng không ạ? Đây là màu da rất là sang luôn đúng không ạ? Màu da rất là sang luôn nhá chị nhá. Chị Phượng Hoàng 50 kg, mặc size M cho em, để lại cho em mã kèm màu và kèm theo số điện thoại của mình đúng không ạ? Màu xanh copan bên em có nhá. Hiện tại thì em đang rất có rất là nhiều màu này, màu xanh copan này, màu xanh da trời, màu da, màu đen, màu trắng, màu cam đất, màu đỏ đô và màu da rất là đẹp luôn đúng không ạ? Rồi chị Tâm Hoa để lại cho em nhá, B2 và kèm theo số điện thoại đúng không ạ? B2 kèm theo số điện thoại của mình, các chị không cần hỏi gì nhiều, tại vì bên em còn một lần gọi điện chốt hàng các chị nữa nên các chị đừng lo nhá. Chị Tuyết Lê 60 kg, mặc size XL cho em, để lại cho em mã kèm màu và kèm theo số điện thoại của mình cho em luôn được không ạ? Chị Phạm Thúy B2 bổ sung cho em địa chỉ luôn nhá. Áo đây em đang bỏ áo rất là đẹp luôn đây, áo dáng suông, các chị có thể mặc được hai kiểu nhá, sâu vin và không sâu vin, chất liệu van rất là đẹp luôn nhá. Chị Hiếu Nguyễn chốt đơn rồi đấy ạ. Chị Việt Lê chốt đơn, chị Kiều Giang chốt đơn nhá. Chị Phượng Hoàng 50 kg, mặc size M cho em nhá. Chị nào mà thích màu da thì có thể comment cho em B2 kèm màu da và kèm theo số điện thoại của mình đúng không ạ? Đây chị ơi, màu đây, áo rất là đẹp, rất là sang luôn. Mặc được hai kiểu nhá, trễ vai, mặc được hai kiểu đấy ạ. Dài tay vào hoặc là các chị có thể sắn tay áo như em mặc là chất là rất là sang luôn đấy ạ. Chị Nguyễn Thị Hải chốt đơn nhá. Chị Nguyễn Thị Hải comment cho em mã B2 luôn cho em đúng không ạ? Có mã mới chốt được hàng đúng không ạ? Shop em ở ngoài Hà Nội nhá, chị Hoàn Vũ nhá. Em trong một cái live stream này xin phép tất cả mọi người em chỉ like một mẫu là được thôi đúng không ạ? Cho dễ chốt nhá. Chị Phạm Thúy comment lại cho em B2 và kèm theo số điện thoại của mình trên cùng một dòng comment cho em nhá. Chị Sói dừng chốt đơn này. Chị Mai Nguyệt ơi, em ôi rất nhiều chị em không thể trả lời kịp được ạ. Em xin nhắc lại chiếc áo này được không ạ? Mã này bên em là mã B2 với giá bán của chiếc áo này là 140.000. Size của nó từ 40 cho tới 85 kg, bên em có đủ size. Lên các chị mua hàng của shop em chỉ việc để lại cho em B2 và kèm theo số điện thoại đúng không ạ? Có mã B2 thì mới chốt được hàng nhá. Không có mã thì em sẽ không chốt được hàng đâu ạ. Đúng không ạ? Chị Danh Phạm chốt đơn rồi đúng không ạ? Chị Loan Kim 85 kg, mặc size 3XL cho em, để lại cho em B2 và kèm theo số điện thoại của mình đúng không ạ? Chân váy bên em vẫn có giá bán là 150.000 nhá. Chị nào mà thích mua chân váy của shop em thì để lại cho em chân váy và kèm theo số điện thoại của mình đúng không ạ? Chị bé ngoại Su Su chốt đơn, chị Hằng Mai Lê chốt đơn nhá. Chị Tuyết Lê chốt đơn tiếp theo đấy ạ. Chị Phạm Minh Chất chốt đơn nhá. Chị Linh Nguyễn chốt đơn đúng không ạ? Rồi. Chị Châu Khoang ok chị này, rồi trong một livestream này em xin phép chỉ là một mã đúng không ạ? Áo này bên em thì hiện tại có rất là nhiều màu nhá. Màu xanh copan, màu cam đất, màu đỏ đô và màu da đúng không ạ? Màu da rất đẹp, rất là sang luôn đấy ạ. Chị Phượng Hoàng chốt đơn, chị Hằng Lê chốt đơn, chị Phạm Thúy chốt đơn rồi đấy ạ. Chị Vũ Minh Thúy ơi, 57 kg, mặc size L cho em, để lại cho em mã kèm màu và kèm theo số điện thoại như tất cả các chị đang để trên livestream của nhà em đúng không ạ? Chị Ngô Gia Lữ chốt đơn, chị Phạm Thúy chốt đơn rồi đấy ạ. Chị Nguyễn Thị Hải để lại cho em B2 và kèm theo số điện thoại của mình trên cùng một dòng cho vâng. Ok, chị bà cụ non đúng không ạ? Cảm ơn chị đã quan tâm đến em nhá. Nói xong thế này thì mệt hết cả người, thực sự rất là mệt luôn chứ không phải là mệt. Chị Linh Lương chốt đơn đúng không ạ? Chị 67 kg thì chị mặc size 2XL cho em nhá chị nhá. Chị bà cụ non hôm nay vào hơi muộn hay sao ấy? Bây giờ nhìn thấy comment của chị hay là bị ẩn nhỉ? Rồi, còn chị nào muốn mua mã B2 nhé, nếu không thì cứ để lại cho em nhá. Mã B2 và kèm theo số điện thoại của mình đúng không ạ? Chị An Nhiên chốt đơn này. Ok, chị Vô Thường xin em cảm ơn chị. Ok, chị Kiều Giang em cảm ơn chị nhá. Rồi, còn chị nào muốn mua mã B2 nhé em, nếu không thì để lại cho em nào. Mã B2 kèm màu và kèm theo số điện thoại của mình đúng không ạ? B2 với em đây là màu da rất là đẹp luôn nhá. Màu xanh copan của em thì nó như là màu xanh copan đấy chị. Xanh copan hiện tại em đang để trên kho, bên kho đúng không ạ? Chị thích xanh copan thì có thể comment cho em mã B2 và kèm theo màu xanh copan và kèm theo số điện thoại cho em nhá. Chị Phạm Kim Thúy ơi, 140.000 đúng không ạ? 140 nhá. Chị Loan Kim chốt đơn rồi ạ. Ok chị Loan Kim này. Chị Loan Kim thiếu mã rồi chị Loan Kim nhá. Ok chị bà cũng Loan không sao. Chị Lâm Nguyệt ơi 140 đúng không ạ? Chị Thanh Ngô chốt đơn rồi đấy ạ. Chị Phạm Kim Thùy 140 nhá.
Chính xác luôn, bị ẩn vì mình ít comment đúng không ạ? Chính xác luôn chị nhá. Rồi còn chị nào muốn sở hữu cái mã sơ mi nhà em với giá bán của nó 140.000 thì để lại cho em mã kèm màu và kèm theo số điện thoại của mình nhá. Rồi chị lấy màu xanh đúng không ạ? Màu xanh thì em hiện tại đang không có trên bên đây đúng không ạ? Bên phòng của em đúng không ạ? Còn chị nào lấy thì để lại cho em nhá. Chị Hoài Lam, ok chị này, rồi thấy em thấy comment của chị rồi đấy ạ. Để lại cho em mã B2 kèm màu và kèm theo số điện thoại của mình đúng không ạ? Màu đen, màu cam đất, màu da, màu xanh cobalt này, màu xanh da trời đúng không ạ? Chị Vân Mây ơi, màu da 62-65kg mặc size 2XL, mặc size XL cho em cho xinh nhá. Để lại cho em B2 và kèm theo số điện thoại của mình cho em được không ạ? Chị Bà Ngoại Xu chốt đơn rồi đấy ạ. Chị Võ Minh Hà chốt đơn nhé. Áo dài tay chính xác luôn. Áo này thực ra là áo dài tay nhá, nhưng chẳng qua em sắn tay áo lên nó sẽ thành như thế này, thành tay lỡ lỡ được không ạ? Chị Phương Lam xin chào nhá. Có một đỏ đô, chị Nga Nguyễn để lại cho em mã kèm màu và kèm theo số điện thoại của mình trên cùng một dòng comment cho em luôn nhá. Đây là chị nào đây? Chị Linh Lương này. Rồi, chị Thủy Vũ này chốt đơn rồi đấy ạ. Chị Thủy Vũ comment lại cho em mã kèm màu và kèm theo số điện thoại đúng không ạ? Em sẽ dơ lại cái dáng áo của shop em nhá. Dáng này là dáng cổ V đúng không ạ? Cổ V này, dáng suông này. Dáng suông mặc rất là sang và rất là đẹp luôn nhá. Các chị không thích mặc sô vin thì các chị có thể mặc mặc bình thường như em mặc, hoặc là mặc như này được, rất là ok luôn ạ. Chị Mai Nhật chốt đơn rồi đấy ạ. Chị Võ Trúc ơi A28 chị comment lại cho em nhá. Chị Nga Nguyễn B2 chốt đơn 70kg mặc size 2XL mỏ đô. Ok chị yêu này. Rồi còn chị nào muốn sở hữu mã B2 của em nữa không thì cũng nhanh chóng đặt hàng luôn cho em trong cái livestream này đúng không ạ? Chị Vũ Trúc ok comment lại cho em nhá. Chị Nga Nguyễn chốt đơn này. Chị Vi Nguyễn ơi, áo bên em có giá bán là 140.000 nhá. Với giá bán của chiếc áo này là 140.000 đúng không ạ? Chị Vân Mây có thể comment lại cho em trên cùng một dòng comment mã và kèm theo số điện thoại của mình trên cùng một dòng comment luôn cho em được không ạ? Chị Hạnh Lê 60 bên có size ạ. Để lại cho em mã B2 và kèm theo số điện thoại của mình nhá. Các chị mua hàng của shop em chỉ việc để lại cho em mã kèm theo số điện thoại. Bên sẽ gọi điện tư vấn đầy đủ size, tư vấn màu cho tất cả các chị đúng không ạ? Chị Giang Anh 140 nhá, chất liệu van rất là mát luôn này. Chất liệu van cát, chị đến chất liệu rất là sang luôn đúng không ạ? Chất liệu van cát rất là mát và sang luôn nhá. Áo 140 chị nhá, 140 đấy ạ. Chị Nguyễn Lưu 60kg mặc size chị Nguyễn Lưu mặc 60kg mặc size XL cho em cho xinh, để lại cho em mã kèm số điện thoại đúng không ạ? Ok chị Vũ Trúc nhá. Rồi, còn chị nào muốn sở hữu mã B2 thì em nếu không thì cũng nhanh chóng đặt hàng luôn cho em với mã là B2 đúng không ạ? Màu xanh da trời, chị tưởng tượng là cái màu xanh da trời như nào thì bên sẽ giao chị đúng như thế luôn, chị yên tâm được đúng không ạ? Ok, chị Tú Trần chốt đơn B2 tiếp theo này. Chị Vũ Mạnh Hà chốt đơn B2 tiếp theo nhá. Chị Giang An 70kg mặc size 2XL nhá. Để lại cho em mã B2 và kèm theo số điện thoại của mình đúng không ạ? Chị Tiểu Như bướng bỉnh giá 140 nhá. 140 đúng không ạ? Chị Phương Trang chốt đơn B2 tiếp theo nhá. Em xin nhắc lại cái chiếc B2 của bên em đúng không ạ? B2 bên có giá bán là 140.000 đúng không ạ? Và hiện tại là em cao 1m6 và em nặng 47kg và hiện tại em đang mặc một chiếc là size S nhá. Còn cái chiếc size M, size XL sẽ to hơn rất là nhiều đúng không ạ? Chị Nguyễn Liệu có thể comment lại cho em trên cùng một dòng comment cho em mã kèm theo số điện thoại của mình trên cùng một dòng comment cho em luôn được không? Chị Nguyễn Liệu nhá. Thì sẽ không bị trơn hàng của mình đúng không ạ? Đây là màu da đúng không ạ? Màu da rất là đẹp và rất là sang luôn. Thực sự là chị nào mà hơi gầy gầy các chị có thể lựa chọn sang màu da cũng rất là đẹp và rất là sang luôn nhá. Thực sự là cái áo này nó tưởng chừng như đơn giản thôi nhưng thực sự mặc lên người rất là sang luôn các chị ạ. Nó đơn giản nhưng mà rất là sang luôn nhá, là không cầu kỳ, không cầu kỳ và không gì hết nhá. Chị Hạnh Lê chốt đơn rồi đấy ạ. Chị Trâm Nguyễn ơi, 140.000 áo sơ mi cổ V comment cho em mã B2 và kèm màu mình thích và kèm theo số điện thoại của mình cho em luôn được không ạ? Đầm ren tay dài thì em không có chị nhá. Chị Thúy Hằng chốt đơn rồi đấy ạ. Ok, chị Hiền Thu chốt đơn nhá, B2 tiếp theo đúng không ạ? Em đang mặc trên người là một chiếc màu cam đất đúng không ạ? Còn đây là màu đỏ đô nhá. Màu cam đất lại màu đỏ đô, màu da, màu đen, màu trắng, màu xanh coban, màu xanh da trời, màu tím nữa, em có cả màu tím nữa, hiện tại này để mang về đến kho đúng không ạ? Ok, chị Nguyễn Anh Khoa, Nguyễn Đức xin chào. Em cảm ơn anh nhá. Chị Nguyễn Nhi ơi, B2 bên em có giá bán là 140.000, để lại cho em mã B2 và kèm theo số điện thoại của mình đúng không ạ? B2 bên có rất nhiều màu luôn nhá. Chị Ngọc Vi chốt đơn, chị Hường Nguyễn chốt đơn rồi đấy ạ. Rồi em sẽ cho chị Nguyễn Liệu xem lại màu da đúng không ạ? Đây là màu da rất là đẹp, rất là sang luôn nhá. 140 chị Nguyệt Lê Thị đúng không ạ? Chị Phạm Thị Thủy 140 nhá, để lại cho em mã B2 và kèm theo số điện thoại của mình. Bên em sẽ gọi điện chốt đơn hàng và các chị tư vấn màu, tư vấn size cho các chị. Nên các chị đừng lo đúng không ạ? Ok, chị Phương Trang chốt đơn tiếp theo nhá.
Rồi còn chị nào muốn sở hữu mã B2 nhé, em không thì nhanh chóng đặt hàng luôn cho em. Cái áo sơ mi của em tưởng chừng như đơn giản thôi nhưng thực sự là mặc lên người rất là sang luôn các chị nhá. Nên mùa hè tới rồi thì các chị lên sắm cho mình một chiếc áo đi, giá vô cùng rẻ luôn. Chỉ có giá sale ở giá là 140.000 thôi các chị nhá. Chị Mạnh Hà cho đơn B2 tiếp theo này. Chị Nguyệt Lê Thụy B2 màu da 140 để lại cho em B2 và kèm theo số điện thoại của mình nhá. Ok, chị Ngọc Phi chốt đơn cho chị rồi, chị Nguyễn Di chốt đơn rồi đấy ạ. Nguyễn Nhi không phải Nguyễn Di đúng không ạ? Đây là màu đỏ đô này. Màu đỏ đô, chất liệu của chiếc áo này thực sự là rất là sang luôn. Chất liệu von, không phải von bình thường, đây là von cát các chị nhá. Von cát cát thì rất là sang luôn đấy ạ. Hàng này cũng giúp em là hàng Quảng Châu chứ không phải là hàng bình thường đâu các chị nhá. Còn chị nào mà yêu thích màu da thì có thể đặt màu da cho em nhá. Ok, chị Cherry Linh Lê chốt đơn B2 tiếp theo đúng không ạ? Rồi chị Hiền Thu chốt đơn rồi nhá. Chị Hướng Dương ơi, ở trong Lam thì ship 30.000, ship hàng đi toàn quốc là 30.000, còn ship ở ngoài Hà Nội là 25.000 đó chị nhá. Chị Hoa Hồng ơi, ship là bao nhiêu một chiếc đúng không ạ? Áo bên em có giá bán là 140.000 với mã của nó B2 nhá. Có mã B2 có số điện thoại mới chốt hàng đúng không ạ? Chị Thảo Minh đúng không ạ? Chị Thảo Minh comment cho em mã B2 và kèm theo số điện thoại của mình nhá. Chị Kiều Anh Nguyễn 65kg mặc size XL cho em, để lại cho em mã kèm màu và kèm theo số điện thoại của mình cho em luôn được không ạ? Ok chị Linh Lương, hiện tại thì em đang để bên kho đúng không ạ? Chị Nga Nguyễn, vâng, bạn dơ mình đen, màu đen thì nó cũng như màu đen thôi chị ạ, màu đen thì nó như màu đen nhá. Chị Sương Sương ơi, hết 18k rồi nhá, đừng comment 18k nữa nhá, không cho chị lại hiểu lầm đúng không ạ? Chị Bình Nguyễn ơi, giá bán 140 là chị để lại cho em mã B2 và kèm màu mình, kèm theo số điện thoại của mình đúng không ạ? Màu da thực sự rất là sang nhá. Chị Sương Sương hết 18k rồi đúng không ạ? Em sẽ hủy kết quả của chị nhá. Chị Mỹ Thoa ơi, bao nhiêu kg vừa chị đúng không ạ? Áo bên em có đủ size từ 40 tới 85kg, bên em có size nhá. Lên chị mua hàng của em thì để lại cho em B2 và kèm theo số điện thoại của mình thì bên sẽ gọi chốt đúng không ạ? Có màu trắng Triệu Anh Kiều nhá. Em xin nhắc lại mã B2 giá bán 140.000, màu đỏ đô, màu cam đất, màu da, màu xanh coban, màu xanh da trời đúng không ạ? Rất đẹp, rất là sang luôn nhá. Chị Nga Nguyễn ơi, trong một cái livestream này thì em xin phép chỉ like một mã thôi để cho tất cả các chị dễ chốt đúng không ạ? Ok, chị Nguyễn Lưu lấy áo màu da 60kg màu size XL cho em nhé, comment lại cho em nào. B2 và kèm theo số điện thoại của mình trên cùng một dòng comment luôn cho em nhé. Chị Quỳnh Lê lặng, chị mét 62, chị lặng 54kg mặc size M cho em. À không, mét 62 lặng 54kg mặc size L cho em, tại vì chị hơi cao và chị 54kg. Chị Sương Sương hủy kết quả 18k giá bán 140 chị nhé. Chị Ngọc Si thấy comment của chị rồi đấy ạ. Rồi còn chị nào muốn sở hữu mã B2 nhé, nếu không thì cũng nhanh chóng đặt hàng luôn cho em đúng không ạ? Với giá bán của chiếc áo này từ 250 sale xuống còn 140.000 đúng không ạ? Với giá này là giá áp dụng chia sẻ các chị nhé. B2 bên có giá bán 140 đúng không ạ? Size của chiếc áo này là từ size S cho tới size 3XL, tức là từ 40 cân cho tới 85kg là size em có đủ size nhá. Nên các chị mua hàng của size em này, chỉ việc để lại cho em mã kèm theo số điện thoại của mình thì nhân viên em sẽ gọi điện tư vấn size cho tất cả mọi người đúng không ạ? Chị Ngọc Si lấy cam đất, ok chị yêu comment, hình như chị comment số điện thoại phía trên rồi đúng không ạ? Ok, chị Nguyễn Lưu chốt đơn nhá, chị Lan Nguyễn Thị chốt đơn rồi đấy ạ. Chị Tiên Phong Đông chốt đơn đúng không ạ? Rồi chị Tiên Phong Đông có thể comment lại cho em cả mã, tại vì chị comment mỗi là cho chị cái 70 cân 2 mặc size XL, chị comment mỗi cái số điện thoại không thì sẽ không chốt được hàng chị nhá. Để lại cho em mã và kèm theo số điện thoại của mình cho em đi ạ. Chị Hà Cao chốt đơn B2 tiếp theo màu da 65kg mặc size XL cho em nhá. Rất là đẹp và rất là sang luôn đấy ạ. Em cao 1m6 và em hiện tại em nặng 47kg và hiện tại thì em đang mặc là size S nhá. Còn những chị nào mà có chiều có cái cân nặng cao hơn nhiều hơn em thì sẽ tăng lên, nó sẽ tăng lên một size hoặc hai size đúng không ạ? Chị Oppa có sơ mi trắng nhá, để lại cho em B2 màu trắng và kèm theo số điện thoại của mình trên cùng một dòng cho em luôn nhá. Chị Thu Thị Luân đăng chốt đơn B2 màu cam tiếp theo nhá. Chị Ngọc Si comment lại cho em B2 và kèm theo số điện thoại của mình trên cùng một dòng comment luôn cho em đúng không ạ? Rồi còn chị nào muốn sở hữu mã B2 nhé, nếu không thì cũng nhanh chóng đặt hàng luôn cho em với là giá là mã B2 và với giá bán của nó là 140.000 đúng không ạ? Màu đen, màu xanh da trời, màu cam đất rất là sang luôn nhá. Chị Hạnh Lê chốt đơn màu B2 màu cam đất giá bán 140. Thực sự là cái chiếc áo này rất là rẻ luôn, với giá bán là chỉ có 140.000 thôi. Bên em sale từ 250 xuống giảm cho chị xuống còn có 140.000 thôi. Mà trong khi đó là mùa hè tới rồi thì các chị lên sắm cho mình một chiếc áo đi, em thấy rất là hợp lý luôn đấy ạ. Rồi chị Hồng Nga Phan chốt đơn B2 tiếp theo nhé.
Rồi còn chị nào muốn chốt cái mã B2 nhé, nếu không thì chốt luôn cho em nếu mà để em kết thúc livestream nhá. B2 bên em có giá bán là 140.000. Với giá bán 140.000 một chiếc áo cổ V chất liệu van cát rất là sang, rất là đẹp luôn đấy ạ. Chất liệu van cát rất là đẹp, rất là sang luôn nhá. Nên mùa hè tới rồi thì các chị lên sắm cho mình một chiếc áo đi, em thấy rất là hợp lý luôn đấy ạ. Ok nhá, chất liệu của nó hơi co giãn một chút thôi chị siêu đỗ nhá. Chất liệu của nó đây ạ. Chị Đạt Minh ơi, ship các tỉnh là 30.000, ship Hà Nội là 20-25.000 đúng không ạ? Chị Tiên Phương Đông 72kg, cao 1m65, mặc size 2XL trên là quá đẹp luôn nhá chị nhá. Chị Si chốt đơn nhá, chị Hồng Lý chốt đơn tiếp theo đấy ạ. Chị Duyên Hà chốt đơn nhá, rồi chị Ngọc Doãn 60kg, mặc size XL cho em nhá. XL là vừa khít, vừa như may và không phải đổi hàng đúng không ạ? Bên thường là sẽ gọi điện chốt hàng với các chị là chốt màu, chốt size, chốt tiền, sau đó mới gửi hàng từ Hà Nội đi các tỉnh đúng không ạ? Chốt màu, chốt size, tốt chốt tiền này thật chắc chắn, sau đó bên mới gửi hàng đi các tỉnh nhá. Màu trắng đang mặc phải hồng cam không? À, hiện tại không phải đâu chị ạ, em đang mặc là màu cam đất, không phải là màu ấy đó, đây màu cam đất chị ạ. Chị Hoa Cúc 65kg, mặc size XL cho em nhá. Mặc size XL cho em có size nhá chị Cúc, Hoa Cúc nhá. Để lại cho em mã đi ạ, B2 và kèm theo số điện thoại mình nhá. Rồi chị Liên Võ chốt đơn này. Chị Thuyền Không Bến bây giờ ấy vào đúng không ạ? Giá bán của bên em B2 với giá bán này là 140.000 nhá chị nhá. Ship tỉnh đến các tỉnh là 30.000 chị ạ. Chị Thùy Hương chốt đơn rồi nhá. Ok chị Sương Ban Mai, em thấy comment của chị rồi đấy ạ. Sản phẩm khác đi ạ. Em xin phép tất cả mọi người là trong một cái livestream thì shop em ấy sẽ like một mẫu cho tất cả mọi người dễ chốt đúng không ạ? Chị Nguyễn Nga 65kg mặc size XL cho em nhá. Rồi còn chị nào chốt lốt mã cái B2 thì chốt luôn cho em mã B2 nhá. Với giá bán của chiếc B2 áo sơ mi cổ V là 140.000. Hiện tại thì em đang cầm trên tay em là một chiếc size S rất đẹp luôn đúng không ạ? Rồi chị Linh Nương ơi, chị muốn hỏi về cái vấn đề xem hàng trước đúng không ạ? Chị ơi, bên em đã livestream như nào thì bên em sẽ gửi hàng cho chị đúng như thế đúng không ạ? Trường hợp như bên em giao sai hình trong cái livestream ấy ạ, thì bên em sẽ hoàn tiền gấp 10 lần cho chị được không ạ chị Linh Nương? Sai hình, sai chất em sẽ hoàn tiền gấp 10 lần cho chị yên tâm kim hoàng với em đúng không ạ? Còn trường hợp mà chị mặc không vừa ấy ạ, trường hợp như nào bất đắc dĩ lắm mà chị không mặc không vừa thì em sẽ đổi sai chị nhá. Nên nhưng mà chị phải giữ mác cẩn thận cho em đúng không ạ? Chị Bùi Hà chốt đơn B2 tiếp theo nhá. Rồi ok, chị Ngọc Si chốt đơn cho chị rồi đấy ạ. Chị Bé Si ơi, cái gì này, ô Bé gì đấy ạ? Chị Thảo Nguyên ơi, 140.000 đúng không ạ? 140.000 nhá các chị nhá. Rồi còn chị nào chốt lốt cái mã B2 cho em, chốt luôn mã B2 để em kết thúc livestream này đúng không ạ? Chị Thảo Nguyên ơi, 140 nhá đúng không ạ? Tối nay em sẽ làm một cái livestream về hàng lẻ lẻ size, nên các chị nhớ theo dõi giúp em đi. Khoảng 10 giờ 10 rưỡi em sẽ làm một cái live để chuyên đề sàng lẻ đúng không ạ? Rồi còn chị nào chốt luôn cho em cái mã B2 đúng không, để em kết thúc cái livestream này đúng không ạ? Màu da rất là đẹp luôn. Ok, chị Luận đăng cho đơn B2 tiếp theo nhá. Em xin nhắc lại chiếc B2 của nhà em đúng không ạ? B2 bên em có giá bán là 140.000 nhá. Với mã của nó mã B2 và giá bán 140.000 đúng không ạ? Màu của nó thì là hiện tại em đang mặc trên người là một màu cam đất nhá. Cam đất đúng không ạ? Em đang cầm trên tay em là màu da và màu đỏ đô rất là sang luôn. Chị nào mà không thích xô vin thì các chị có thể mặc xuông cũng đều ok hết, mà còn chị là mà thích mặc xô vin như em ấy thì cũng xô vin nhá. Các chị ơi, chị nào muốn lấy cả set thì cứ việc comment cho em cả set B2 và kèm theo số điện thoại của mình cho em nhá. Chị Hương Nguyễn nặng 50kg đúng không ạ? Chị mặc size M cho em, để lại cho em mã B2 và kèm theo số điện thoại của mình cho em được không ạ? Rồi, đây là chị nào đây ạ? Chị Giang An 1m60 nặng 70kg mặc size 2XL, để lại cho em mã B2 và kèm theo số điện thoại của mình nhá. Có rất là nhiều màu luôn chị nhá. Màu đen, màu cam đất, màu da, màu đỏ đô, màu xanh coban, màu xanh da trời, màu nào cũng đẹp luôn đấy ạ. Chị Hương Nguyễn đúng rồi, 50kg mặc size M cho em nhá. Chị Trương Thị Hương ơi, màu đỏ đô 70kg mặc size 2XL, để lại cho em mã B2 và kèm theo số điện thoại của mình đúng không ạ? Chị Sương Ban Hai 52kg mặc size M cho em nhá. Rồi, để lại cho em mã B2 với giá bán 140, size từ 40 tới 85kg. Để lại mã B2 kèm theo số điện thoại cho em nhá. 140 chị Thảo Nguyễn nhá. 140 đấy ạ, đấy ạ. Chị muốn nhưng có thể ship sang. Chị Luyện Nguyễn em ấy không nhận ship ra nước ngoài đâu chị ạ. Chị Quỳnh Hân xem ở ngoài Hà Nội đúng không ạ? Chị Trang Võ, chị 1m62 nặng 65kg mặc size XL cho em nhá. Chị Hương Khanh Nghiêu ơi, trong một livestream này thì em xin phép chỉ like một cái mã này thôi được không ạ? Để cho các chị dễ chốt nhá. Còn những cái like sau em sẽ like một mẫu sau khác sau nhá. Ok, chị Nguyễn Nga lấy màu da 65kg màu size XL cho em nhá. Comment cho em mã và kèm theo số điện thoại của mình nhá. Chị ơi, cả chị nào mà muốn mua cả set đang mặc trên người của em thì comment cho em cả set B2 nhá. Chân váy ôm thì 150, áo 140, cả set là 290.000 thôi ạ.
Có xe S nhá, chị Vi Nguyễn để lại cho em nhá, mã B2 đúng không ạ? Chị Nga Phạm ơi 140 nhá, bây giờ mới vào đúng không ạ? Chị Lam Hoàng chốt đơn rồi đấy ạ. Rồi còn chị nào muốn chốt luôn cho em cái mã B2 đúng không ạ? B2 140 với giá của nó rất là rẻ luôn, chỉ có 140.000 thôi ạ. Ok chị Nam Hoàng, màu hồng, hồng cam. Đen phải là hồng cam, đây là màu cam đất đấy chị ạ. Chị Thu Hiền ơi, áo đang mặc có màu trắng thì nhá. Chị Hương Nguyễn chốt đơn rồi đấy ạ. Rồi còn chị nào muốn mua cái mã B2 nhà em, nếu không thì cũng nhanh chóng chốt cho em cái mã B2 với giá bán của nó là 140.000 đúng không ạ? Ok chị Thanh Hải để lại cho em nhá, mã kèm theo số điện thoại nhá, B2 và kèm theo số điện thoại mình cho em nhá. Chị Nguyễn Nga chốt đơn rồi đấy ạ. Chị Thanh Hải comment cho em B2 kèm theo số điện thoại của mình nhá. Chị Giang An comment lại cho em, chị comment mỗi số điện thoại không thì em sẽ không chốt được hàng đâu đúng không ạ? Để lại cho em mã B2 và kèm theo số điện thoại của mình trên cùng một dòng comment luôn cho em nhá. Rồi, dường như bạn đang lạc lội lạc dân rồi. Chị Sương Ban Mai đúng không ạ? Váy kẻ đỏ tầng đằng sau đúng không ạ? Em sẽ livestream sau nhá, trong một livestream để em xin hết like một đã thôi đúng không ạ? Chị Vũ Mạnh Hà chốt đơn này, chị Nguyễn Thị Thu Hiền giá 140 đúng không ạ? Với giá bán 140 rất là rẻ luôn nhá. Chị Bắc Loan ok chốt đơn, chị gái đẹp chốt đơn rồi đấy ạ. Chị Đỗ Hằng đúng không ạ? Em giơ áo chị xem vạt đây, vạt đây chị ạ. Đây là vạt áo chị nhá. Các chị mua hàng của dáng Mi Bem thực sự là các chị yên tâm về chất lượng này, giá cả cũng như là mẫu mã của shop em đúng không ạ? Vì Bem bán hàng rất là đẹp luôn và uy tín từ lâu lắm rồi các chị ạ. Mấy năm nay rồi đấy ạ. Ok chị Lương Thị Hương chốt đơn B2 màu đỏ đô size 2XL nhá. Ok chị Lý Duyên chân váy 150 để lại cho em chân váy và kèm theo số điện thoại của mình cho em luôn được không ạ? Rồi. Chị Lam Hoàng lấy cái áo sao em chốt đơn chị rồi nhá. Rồi. Còn chị nào muốn sở hữu mã B2 nhà em nữa không thì cũng nhanh chóng chốt luôn cho em mã B2 này đúng không ạ? B2 của bên em với giá bán là 140.000 đúng không ạ? Còn chị nào mà thích chân váy của em thì comment cho em chân váy nhá. Hoặc là cả set B2 đúng không ạ? Chị Trương Thị Hương chốt đơn B2 rồi nhá. Chân váy Bem có giá bán là 150, còn áo Bem thì có giá bán là 100. À chân váy 150 và áo là 140 các chị nhá. Rồi áo đang cầm màu xanh, áo đang cầm màu xanh thì hiện tại em màu xanh em đang để bên kho nhá. Xanh thì em có xanh copan, xanh da trời chị nhá. Áo 140 và size từ 40 tới 85 kg nhá. Chị Hương Nguyễn chốt đơn rồi đấy ạ. Chị gái đẹp chân váy đúng không ạ? Chân váy của em với giá bán chân váy là 150 đúng không ạ? Chị Lý Duyên ship là 30.000 chị nhá. Rồi chị Lan Anh Nguyễn ơi 65 kg, chị bán size XL cho em nhá, để lại cho em mã kèm màu kèm số điện thoại đúng không ạ? Ôi nói nhiều quá. Ok chị Sương Ban Mai lấy màu da size MB2 em nhé. Ok chị để lại cho em B2 và kèm theo số điện thoại đúng không ạ? Các chị ơi, các chị mua hàng của xe em chỉ việc để lại cho em mã B2 và kèm theo số điện thoại của mình đúng không ạ? Ok chị Vân Mây chốt đơn B2 tiếp theo, chị Hương chốt đơn rồi nhá. Chân váy 150 nhá chị Hương nhá. Chị nào mà thích chân váy thì có thể comment cho em cả set B2 đúng không ạ? Các chị mua cả set thì được lợi hơn ý. Mà giá chỉ có 290.000 một set thôi ạ, ship 30.000 nữa thôi ạ. Chị Sương Ban Mai comment cho em mã B2 và kèm theo số điện thoại của mình nhá. Chị Oanh Kiều lấy B2 màu da comment cho em mã B2 và kèm theo số điện thoại của mình đúng không ạ? Chân váy Bem vẫn có đủ size từ size S cho tới size 2XL nhá đúng không ạ? Ok chị Huệ Mai cho đơn B2 tiếp theo. Chị Dương Nội áo 140 với mã là B2 để lại cho em mã và kèm theo số điện thoại của mình đúng không ạ? Chị Tuyển Nguyễn ơi, áo đang mặc 140 để lại cho em mã B2 và kèm theo số điện thoại của mình nhá. Chị Tuyển Nguyễn ơi, áo 140 đúng rồi ạ. Chị gái đẹp ơi, chân váy chất liệu umi và co giãn chị nhá. Chất liệu umi và co giãn ạ. Chị Giang, chị Grang Lê chốt đơn B2 tiếp theo đấy ạ. Chị Grang Lê có thể comment lại cho em mã B2 và kèm theo số điện thoại của mình trên cùng một dòng comment luôn cho em được không ạ? Như chị Phương Trần đang để đúng không ạ? Chị Phương Trần chốt đơn nhá. Rồi còn chị nào muốn mua không thì để lại cho em mã B2 kèm màu và kèm theo số điện thoại của mình đúng không ạ? Có mã có số điện thoại thì em mới chốt được hàng đúng không ạ? Có mã có số điện thoại thì em mới chốt được hàng nhá. Không có mã không có số điện thoại sẽ không chốt được hàng đúng không ạ? Ok chị yêu Sương Man Man dồn đơn đúng không ạ? Chị Hương Nguyễn chốt đơn B2 đúng không ạ? Tiếp theo màu cam đất đúng không ạ? À đâu màu đang mọc màu cam đất và màu đỏ đô size M. Rồi ok chị Nga Nguyễn chốt đơn tiếp theo nhá. Chị Linh Mi chốt đơn tiếp theo đấy ạ. Rồi còn chị nào muốn sở hữu mã B2 nhà em nữa không thì cũng nhanh chóng cho em đi ạ. Nhanh chóng comment cho em mã B2 kèm màu và kèm theo số điện thoại của mình trên cùng một dòng comment luôn cho em nhé. Chị có đang lên B2 tiếp theo, ok chốt đơn tiếp theo rồi ạ. Áo này thực chất của chiếc áo này là nó dài tay nhưng mà các chị không muốn mặc dài tay, các chị mặc ngắn tay nhen bơ lơ như em thì các chị có thể sắn gấu lên nhé. Sắn gấu lên như này, đây là cái tay áo của nó đấy ạ. Là có một cái này rất là sang luôn được không ạ?
Chị Hoa Cúc chốt đơn tiếp theo rồi đấy ạ. Chị nào muốn hỏi gì đấy ạ? Chị Nguyễn An Bình đúng không ạ? Chị Dương Nội ơi, chị 1m59, chị nặng 57kg mặc size L cho em nhé. Để lại cho em mã B2 và kèm theo số điện thoại của mình đúng không ạ? Chị An Bình đúng không ạ? Đây, đừng lé sang sau. Trong một cái live stream thì em xin phép là chỉ like một mã thôi đúng không ạ? Cho các chị dễ chốt nhá. Chị Hoa cũng chốt đơn tiếp theo rồi đấy ạ. Chị Ngọc Ánh make up đúng không ạ? Make up. Chị ơi thì em có thể like một cái live stream của cho em thì em xin phép là chỉ like một mã thôi cho tất cả mọi người dễ chốt hàng đúng không ạ? Đọc áo sao không có em. Chị Hằng Thanh đặt áo like của bên em, có thể inbox cho bên em lại được không ạ? Chị Thế Dũng Đô lấy màu nâu thì chị comment lại cho em mã B2 và kèm theo số điện thoại của em được không ạ? Chị comment cho em mỗi cái số điện thoại không thì sẽ chốt đơn của chị nhá. Để lại cho em mã B2 và kèm theo số điện thoại của mình nhá. Chị đẹp gái chốt đơn rồi đấy ạ. Chị Tuyền Nguyễn lấy B2 màu cam đắt, comment cho em mã B2 và kèm theo số điện thoại của mình cho em luôn nhá. Ok, chị Thế Nam ơi, hết 18k rồi đúng không ạ? Chị muốn mua hàng nhà em với giá bán là 18k thì chị đợi những cái live stream sau ấy, chị hãy tích cực tương tác ở bên em để mua áo bên em với giá bán 18k nhá. Ok, chị Nguyễn An Bình đúng không ạ? Chị nhận được hàng rồi, ưng lắm, em cảm ơn chị nhá. Feedback quá chất luôn đúng không ạ? Cảm ơn chị yêu nhá. Ok, chị Dương Nội đúng không ạ? Bên em bạn bán giá 10 140, rất là rẻ rồi nên không miễn phí ship đâu ạ. Ok, chị Thế Dũng Đỗ comment lại cho em B2 chứ không phải D2 đâu ạ. Chị Kim Ngân Nguyễn ơi, áo bên em có mã là B2 và với giá bán của chiếc áo này là 140.000 chị nhá. Giá bán chiếc áo này là 140, áo của V rất đẹp luôn ạ. Chị Thế Dung Đỗ lấy B2, ok, chốt đơn tiếp theo rồi đấy ạ. Rồi, còn chị nào muốn mua là B2 nhà em nữa không để em kết thúc cái live stream này nhá. B2 nhà em đây có màu da, em thấy em rất là ưng cái màu da rất là đẹp luôn, hoặc màu cam đất rất là đẹp luôn đấy ạ. Màu cam đất thì thực sự là cái màu này rất là lạ luôn, mặc rất là trẻ trung luôn đấy ạ. Áo cầm 140 chị Ngọc Trâm nhé, bây giờ ấy vào đúng không ạ? Mã này là mã B2 và với giá bán của mã B2 này là 140.000 nhá. Nên chị nào mà thích cái mã này của nhà em thì có việc comment cho em mã B2 nhá, kèm theo số điện thoại của mình đúng không ạ? Có mã có số điện thoại được mới chốt được hàng đúng không ạ? Còn không có mã không có số điện thoại sẽ không chốt được hàng nhá. Có số điện thoại không mà không để mã thì cũng sẽ không chốt được hàng đúng không ạ? Ok, anh Thành Thế Dũng Đô chốt đơn rồi đấy ạ. Chị Bích Đoạn ơi, chất liệu của chiếc áo này chất liệu voan nhá, voan cáp, voan xịn, không phải voan này voan Quảng Châu nhá, Quảng Châu chứ không phải voan thường đâu chị ạ. Chị Nguyễn Thị Lan ơi, trong một cái livestream này em xin phép chỉ là một mã thôi đúng không ạ? Chị Thế Nam ơi, áo bên em mã B2 và với giá bán của B2 là 140 chị nhá. Rồi, chị nào mà muốn thích cái mã này của em thì comment luôn cho em mã B2 và kèm theo số điện thoại của mình đúng không ạ? Em xin nhắc lại những chị vào sau đúng không ạ? B2 nhà em có rất là nhiều màu luôn này. B2 nhà em có màu đen, màu trắng, màu cam đất, màu da, màu đỏ đô đúng không ạ? Màu xanh coban, màu xanh da trời rất là sang luôn. Mà với giá bán của nó là 140.000 thôi. Áp dụng chia sẻ nhá chị nhá, áp dụng chia sẻ cho em luôn nhá. Còn chị nào mà yêu thích cái chiếc chân váy của em đang mặc trên người, chân váy của nó là chân váy chất liệu là chất liệu umi nhá, chất liệu co giãn và là có độ co giãn và có size nhá. Và hiện tại thì em đang mặc trên người là toàn bộ là size S luôn đúng không ạ? Nên chị nào muốn mua cả set mã B2 thì cứ việc comment cho em mã B2 và kèm theo số điện thoại của mình nhá. Ok, chị Vân Mây đúng không ạ? Mua hai áo thì bên em vẫn không miễn phí ship được bởi vì bên em đã bán giá rất là rẻ rồi, rất là rẻ rồi chị ạ. Ok, chị Thế Dũng Đỗ muốn mua cái chân váy màu đen nữa không đúng không ạ? Rồi, ok, chị yêu của em nhá. Chân váy của em có size đúng không ạ? Chân váy của em nhá có hai loại đúng không ạ? Chân váy của em có hai loại này. Một cái loại như em đang mặc trên người đây là cái loại này là nó kiểu như là nó ngắn ngắn đến đùi nhá, đến nửa đùi đúng không ạ? Còn một loại nữa là loại dài tới đầu gối và xẻ đằng sau nhá. Giá bán của nó chênh nhau 30.000 đúng không ạ? Có những rất là nhiều màu này chị Lúa Hằng này, màu đen, màu trắng, màu cam đất, màu đỏ đô, màu xanh coban, màu da rất là đẹp luôn đấy ạ. Nên chị nào thích màu nào cứ việc comment cho em mã B2 và kèm theo số điện thoại của mình nhá. Có số điện thoại không thì sẽ không chốt được hàng, phải có mã nữa mới chốt được hàng đúng không ạ? Ok, chị Mỹ Phẩm Hồng Minh chốt đơn tiếp theo đúng không ạ? Đấy, chị Mỹ Phẩm Hồng Minh có thể comment lại cho em cả mã đúng không ạ? Tại vì không có mã thì sẽ bị chốt đơn hàng của các chị ấy nhá. Không có mã sẽ bị chốt đơn hàng đúng không ạ? Ok, bạn dài sẻ sau nhé đúng không ạ? Ok chị yêu nhá. Rồi, khi nào bên nhân viên em gọi chốt hàng chị nhớ báo các bạn lấy cho chị cái vài chân váy và dài sẻ sau đúng không ạ? Tại vì chân váy như em thì có hai loại chân váy ngắn đến nửa đùi này, nhưng mà thường thường thì em thích mặc nửa đùi hơn thì người ta sẽ ăn ra được chiều cao rất là nhiều. Rồi, còn chị nào muốn sẩy mã B2 nhà em nữa không thì cũng nhanh chóng comment luôn để em kết thúc live stream đúng không ạ?
Vì em cũng like khá là lâu rồi ạ, cũng khoảng được gần 1 tiếng đồng hồ rồi đấy ạ. Chị Mỹ Phẩm Hồng Minh comment lại cho em mã B2 nhá. Chị comment mỗi số điện thoại không cho mình một cái áo đang mặc thì sẽ không thất lạc. Ok rồi, có đầy đủ luôn đúng không ạ? Ok chị Mỹ Phẩm Hồng Minh nhá, chốt đơn B2 tiếp theo rồi đấy ạ. Rồi còn chị nào muốn chốt B2 nữa không thì cũng nhanh chóng luôn cho em luôn đúng không ạ? Rồi chất liệu voan đúng không ạ? Chị tớ tên Linh rời vào đúng không ạ? Chất liệu voan cát rất là mang, rất là sang, rất là đẹp luôn chị nhá. Váy xẻ sau dài thế đầu gối chị thấy Dũng Đỗ nhá, 180 nhá, xẻ sau dài hơn thì sẽ nó chênh nhau 30.000 chị nhá. Em xin nhắc lại này, mã B2 này. B2 có màu đen, màu trắng, màu da, màu cam đất, màu xanh coban, màu xanh da trời đúng không ạ? Chị là mua hàng mã B2 thì em để lại cho em mã B2 kèm màu và kèm theo số điện thoại của mình cho em nhé. Em sẽ chốt trên một cùng dòng, trên cùng một dòng comment thôi các chị nhé. Chị Huệ Mai 60kg mặc size XL cho em nhé, để lại cho em mã B2 và kèm theo số điện thoại của mình nhé. Chị Nguyễn Thủy bây giờ mới vào đúng không ạ? Chị Nguyễn Thủy ơi, áo bên em mã B2 và với giá bán của B2 là 140.000 nhé chị nhé. B2 140, chị cô Úc ơi, B2 140 đúng không ạ? Sâu nai, cảm ơn anh nhé. Rồi ok, cảm ơn anh này. Rồi còn chị nào muốn sở hữu mã B2 nhà em nếu không thì cũng nhanh chóng đặt hàng luôn cho em trong livestream này với giá bán của chiếc áo sơ mi cổ V nhà em. Tưởng chừng như rất đơn giản luôn nhưng mà thực sự mặc lên trên người rất là sang luôn các chị nhé. Kết hợp với chân váy cái gì bất kỳ đều ok hết đấy ạ. Chị Trương Thị Kim Xuyến 72kg mặc size 2 mặc size 2XL cho em nhé. Để lại cho em mã kèm màu và kèm theo số điện thoại của mình trên cùng một dòng comment luôn cho em đúng không ạ? Chị Nguyễn Yến ơi, size em có đủ size từ 40 cho tới 85kg, em có đủ size để lại cho em mã B2 và kèm theo số điện thoại của mình cho em luôn nhé. B2 kèm số điện thoại, B2 kèm số điện thoại mới chốt đơn hàng chị nhé. Các chị mà comment cho em thiếu thông tin thì sẽ bị chốt đơn đúng không ạ? Rồi ok chị Khương Tây Nguyễn cho đơn B2 tiếp theo rồi nhá. Rồi còn chị nào muốn sở hữu B2 nhé em không ạ? Các chị có thể mặc chân váy không? Các chị có thể mặc cả set ý. Lấy cả set thì được lợi hơn, mình mặc cả set luôn, mình để cây cho đẹp luôn đấy ạ. Cả set của nó chỉ có 290.000 một set thôi, chân váy 150 và áo bán là 140 đúng không ạ? Rất là rẻ, rất là đẹp luôn. Rất là đẹp, rất là rẻ, mà chất liệu của nó vô cùng mát và đẹp luôn và vô cùng sang luôn nhá. Rồi, chị Khánh Võ 45kg mặc size S cho em, để lại cho em mã B2 và kèm theo số điện thoại của mình cho em nhá. Chị Trương Thị Kim Xuyến ơi, B2 ok, chốt đơn tiếp theo rồi này. Chị Nguyễn Lan ơi, bên đã bán giá 140 là giá sale rất là cực sàng rồi đấy ạ. Cái giá bán này là giá bán số lượng chị nhá. Thì mới có giá bán 140 đấy ạ, không bình thường chị mua ở ngoài là chắc chắn là phải hơn 200 đến 220 đúng không ạ? Chị Cô Úc 55kg mặc size L cho em, để lại cho em mã B2 và kèm theo số điện thoại của mình cho em luôn đúng không ạ? Váy dài hơn đúng không ạ? Em xin nhắc lại chân váy đúng không ạ? Chân váy bên có hai loại nhá. Một là cái loại ngắn đến nửa đùi như em mặc giá bán 150, còn một loại nữa là cái loại và xẻ sau đúng không ạ? Nửa đùi và xẻ sau nhá. Còn một loại nữa là nó dài tới gần đầu gối và giá bán 180 cũng xẻ sau nhảy đúng không ạ? Chất liệu như nhau, chỉ có điều là ngắn hơn và dài hơn thôi ạ. Có hai loại nửa dài đến nửa đùi và dài tới gối nhá. Mua hai cái em không miễn phí ship được đúng không ạ? Tại vì bán giá rất rẻ rồi, có giá 140.000 thôi chị ạ. Chị Trương Kim Xuyến ơi, áo bên em giá bán 140 chị nhá. Chị cô ơi, áo đang mặc với màu nó là màu cam đất chị nhá. Màu cam đất đúng không ạ? Ok. Rồi còn chị nào muốn chốt cái mã B2 nhé em, nếu không thì để lại cho em mã B2 kèm màu và kèm theo số điện thoại của mình nhá, trên cùng một dòng comment luôn cho em được không ạ? Khoảng 3 phút nữa thôi em sẽ kết thúc cái livestream này đúng không ạ? Nên còn chị nào muốn mua chiếc áo nhà em với giá bán 140 thì để lại cho em mã B2 và kèm theo số điện thoại của mình nhá. Phi có chất thông không em là cái gì ạ? Rồi B2 này, màu cam đất này, màu đỏ đô này và màu cam đất, màu da, màu đỏ đô rất là đẹp, rất là sang luôn với giá bán 140 thôi. Thực sự màu đỏ đô, cái màu da mặc lên người rất là sang luôn. Ok, chị Ngọc Nhi hôm nay mình vào muộn, mua hàng 18k vào hơi muộn đúng không ạ? Chị để những cái livestream sau nhá, biết đâu chị là người may mắn mua áo bên em với giá bán 18k đúng không ạ? Chị Nguyễn Lan cả set thì nếu mà chị lấy cả set mà chân váy dài đúng không ạ? Chị muốn hỏi là chị lấy cả set và chân váy dài đúng không ạ? Áo thì là 140, chân váy dài 180, cả set 320 nhá, ship 30 nữa. Đúng không ạ? Đây chất liệu của chiếc áo này, chất liệu voan cát rất là đẹp, rất là sang luôn nhá chị nhá. Đúng rồi, ok chị cô Úc chốt đơn tiếp theo rồi nhá. Rất đầy đủ, rất ngắn gọn, rất đẹp đúng không ạ? Rồi ok anh San Azam online, cảm ơn anh nhá. Chị
Chị Ngọc Nhi hôm nay mình không may mắn mua 18k bên em thì đợi những cái livestream sau nhá, hãy tương tác tích cực với em nhá chị Ngọc Nhi nhá, đừng buồn đúng không ạ? Ok chị Vân Mây này, chị B2 65kg mặc size XL cho em nhá. Em đảm bảo mặc size XL là vừa đẹp vừa như may và không phải đổi size đúng không ạ? Chắc chắn một điều thế luôn đấy ạ. Ok chị Hương Lê chốt đơn nhá. Chị Dung Trần 60kg mặc size XL cho em, để lại cho em mã B2 và kèm theo số thẻ của mình cho em nhá. Em có chia sẻ và comment bằng đăng ký lần đầu like rồi chị ạ. Nhưng mà trong mail chịu đồng chị có được em đọc tên không ạ? Chị Ngọc Nhi. Những chị nào mà được em đọc tên thì là những chị đấy mua áo 18k. Tại vì là các chị chia sẻ nhiều người sẽ không ẩn comment ấy. Mà đã không bị ẩn comment thì em sẽ luôn luôn nhìn thấy comment của tất cả mọi người trên like. Thì em thấy người nào nhiều nhất ấy thì em sẽ đọc được không ạ? Ok chị Mai Lê cho đơn màu da tiếp theo nhá. Chị Trương Huỳnh 50kg mặc size M cho em, để lại cho em mã B2 và kèm theo số thẻ của mình cho em luôn nhá. Rồi để lại cho em mã B2 để kết thúc cái livestream này đúng không ạ? Ok chị Trà My em cảm ơn chị nhá. Chị ơi, áo đang mặc của em là màu cam đất với giá bán của nó là 140 nhá, chị Hồng Ngọc nhá, để lại cho em mã B2 và kèm theo số thẻ của mình trên cùng một dòng comment luôn cho em đúng không ạ? B2 bên có rất là nhiều màu luôn nhá. Màu cam đất đang mặc trên người đúng không ạ? Còn đây là màu da nhá, đây là màu da, đây là màu đỏ đô nhá. Các chị không thích sâu vin thì các chị có thể mặc thường cho em nhá, đều ok hết nhá. Các chị đấy em khoảng 30 giây em đi lấy cái sạc bên sạc đúng không ạ? Chị Bùi Hà chốt đơn rồi nhá. Ok chị Kim Yến nhá, chị Bùi Hà chốt đơn rồi này. Ship Bình Dương 30.000 nhá chị Cô Úc nhá. Chân váy dài thì có dài hơn, chân váy sẽ dài tới đầu gối được không ạ? Chân váy sẽ dài tới đầu gối và giá chân với cả cái chân váy nửa đùi này của em thì là 30.000 chị nhá. Ok chị Thu mua lấy cam đất size 2XL chân váy dài comment cho em cả set B2 và kèm theo số thẻ của mình cho em luôn nhá. Chị Trà My, chị 68kg mặc size XL cho em đúng không ạ? Chị 68kg mặc size XL cho em, để lại cho em mã B2 và kèm theo số thẻ của mình trên cùng một dòng comment luôn cho em được không ạ? Rồi nhanh chóng cho em 3 thôi, em sẽ kết thúc cái mã B2 này và kết thúc livestream đúng không ạ? Tại vì là em đã livestream đã khá muộn rồi ạ, cũng live được khoảng hơn 1 tiếng đồng hồ rồi đấy ạ. Chị Thu mua còn lấy thì để lại cho em B2 luôn nhá, với giá bán 140 đúng không ạ? Rất đẹp, rất là sang luôn. Màu da này rất là đẹp, rất là sang luôn nhá. Chị nào mà hơi gầy có thể mặc màu da hoặc màu cam đất đều ok hết nhá. Màu da rất là sang, các chị thấy sao không? Rất là đẹp luôn đúng không ạ? Mặc được hai kiểu nhá, sâu vin và không sâu vin, rất là sang luôn đúng không ạ? Rồi ok chị Trà My, cảm ơn chị yêu của em nhá. Cho đơn B2 tiếp theo màu da này. Chị Hà Thu bao nhiêu kg vừa đúng không ạ? Áo bên có đủ size từ size cho tới size 3XL, tức là từ 40 tới 85kg nhé chị Hà Thu nhá. Rồi, để lại cho em mã B2 kèm màu và kèm theo số thẻ của mình cho em luôn đúng không ạ? Ok, chị Thu mua đúng không ạ? Chị Thu mua ơi, chịu thể comment lại cho em trên cùng một dòng comment cho em là mã B2 nhá. B2 và kèm theo số thẻ của mình trên cùng một dòng comment cho em luôn nhá. Những chị mà comment có mỗi số điện thoại không hoặc là comment một dòng một cái thì chắc chắn nó sẽ mất đơn, không có đơn đâu ạ, không đơn hàng, không lên đơn được nhá. Chị Dung Trần ơi, chân váy đang mặc trên người em là chân váy đến nửa đùi nhá, còn chân váy dài nó sẽ dài tới đầu gối đúng không ạ? Dài đầu gối và nó xẻ sau nhá. Rồi, có váy body cho người béo không, em sẽ like ở những live stream sau nhá. Nên chị nhớ bật cái chế độ theo dõi xong em được không ạ? Chị Hà Nguyễn Thị Thúy cho đơn B2 màu da tiếp theo rồi ạ. Ok, chị Mai Linh đúng không ạ? Dây gì cái gì ạ? Dây gì với em đúng cái gì ạ? Chị Phạm Ngọc ơi, áo bệt vai em xin phép live stream ở những cái live sau nhá đúng không ạ? Bẹt vai như hôm qua là mã B1 với giá bán 160 nhá. À, cái áo bẹt vai hôm qua em sẽ cho chị xem áo bẹt vai nhà em nhá, đúng không ạ? Tự dưng lại có 3-4 chị hỏi áo bẹt vai, em sẽ cho chị xem bẹt vai nhá. Đây áo bệt vai đây chị. Ok chị Nguyễn đến chốt đơn tiếp theo rồi ạ. Kéo này áo bệt vai các chị có thể mặc đóng thùng không đóng thùng đều ok hết nhá.
Chân váy dài chính xác luôn chị Nguyễn Lan. Đây là chân là bút chì nhá. Đây là áo trễ vai này. Mặc được hai kiểu trễ vai không trễ vai mà với giá bán là 160 nhá. Hôm qua em có livestream ấy. Mã nó là mã V1 với giá bán 160. Áo này các chị có thể mặc sâu vin lại, không sâu vin thì ok hết đúng không ạ? Em thì em hay thích sâu vin nhá. Đây đây dáng áo đây ạ. Đây là dáng áo chiếc áo này đấy ạ. Mặc được hai kiểu trễ vai và không trễ vai nhá. Chị Hợp Võ ơi, áo mã V1 và 160 nhá, comment cho em nhá. Mã V1 và kèm theo Tuấn Hải đúng không ạ? V1 bên em áo trễ vai mặc được hai kiểu thì có màu hồng cam này, màu đen và màu đỏ đúng không ạ? Đỏ đô nhá. Hồng cam, đỏ đô và đen đúng không ạ? Rồi chân váy là chất umi, không phải là chất thùng hay chất gì đâu chị ạ. Umi chị Nguyễn Yến nhá. Chị Hệ Nguyễn ơi, chị 62kg mặc size XL cho em mã B2 nhá. Comment cho em mã B2 và kèm theo số thẳng của mình cho em nhá. Chị Hợp Phó đúng không ạ? Rồi. Chị có thể xem ở những cái livestream trước của em được không chị Nga Hoàng nhá? Em rất là ngại thủ luôn ấy. Rồi, các chị thấy này nhá, hiện mà em đã livestream khoảng hơn 1 tiếng đồng hồ rồi ạ. Thì bây giờ là em sẽ xin phép kết thúc cái livestream này đúng không ạ? Ok, chị Phạm Ngọc chốt đơn nhá. Rồi ok, anh Sana Ju I love you đúng không ạ? Chân váy bút chỉ chất co giãn nhá chị ơi, chất umi và co giãn chị Nguyên Yến nhá. B2 bên vẫn có giá bán là 140 và rất là nhiều màu luôn nhá. Màu cam đất, màu da, màu đỏ đô đúng không ạ? Cam đất, da, đỏ đô, đen, trắng rất là đẹp luôn đấy ạ. Nên chị nào mà muốn mua áo B2 thì em thì comment luôn cho em điểm chốt lớp cái mã B2 này em sẽ kết thúc đúng không ạ? Tại vì em cũng livestream khá lâu rồi, hơn 1 tiếng đồng hồ rồi ạ. Ok, chị Thanh Thảo 72kg mặc size 2XL cho em nhá. Để lại cho em mã B2 và kèm theo số thật của mình trên cùng một dòng comment luôn cho em đúng không ạ? Màu da rất là đẹp và rất là sang luôn nhá. Rồi khoảng 1 phút nữa thôi em sẽ kết thúc livestream này nhá. Nên còn chị nào muốn mua thì để lại luôn cho em đúng không ạ? Mã B2 và kèm theo số thoại của mình trên cùng một dòng comment luôn cho em nhá. 2 phút nữa thôi em sẽ kết thúc cái livestream này đúng không ạ? Chị Thanh Thảo 72kg và size 2XL cho em đúng không ạ? Đầm đen đằng sau bao nhiêu? Đầm phối gen của em. Đầm phối gen rất là sang luôn. Chị Hệ Nguyễn lấy màu da đúng không ạ? Chị lấy màu da thì comment cho em B2 màu da kèm theo số thoại của mình cho em luôn nhá. Trên cùng một dòng comment luôn cho em đúng không ạ? B2 có màu trắng, màu đen nhá chị nhá, xanh coban. B2 có màu trắng, màu đen, xanh coban nhá chị nhá. Chị bé Cẩm Mơi, chị bé Lam ơi 140 nhá. Chị Hiền Khu ơi, áo sơ mi em có màu trắng và có màu đen nhá. Ok, chị Thu Mua có màu trắng này lại cho em mã kèm màu kèm số điện thoại luôn cho em nhé. Chị bé La mua chính xác luôn rồi, 140 chị nhé. Ok, chị yêu để lại cho em nhé, để em sẽ tư vấn size sau đúng không ạ? B2 nhé, B2 kèm màu kèm theo số thẳng mình nhé. Rồi. Chị Vân Mây hỏi em chiều dài áo bao nhiêu thì em khó trả lời quá. Thế này nhá, chị cứ để lại cho em này, chiều cao và cân nặng đi thì em sẽ lấy theo bảng size chị. Áo này có size nên sẽ không sợ ngắn và không sợ dài chị Vân Mây nhá, đúng không ạ? Áo này có size không sợ ngắn, không sợ dài, để lại cho em. Như chị để phía trên rồi sao cho em rồi đúng không chị Vân Mây? Để rồi sao đấy ạ? Rồi, bây giờ em sẽ xin kết thúc cái livestream này nhá, tại vì em cũng live khá muộn rồi, hơn 1 tiếng đồng hồ rồi đúng không ạ? Nên còn chị nào mà yêu thích cái mã B2 nhà em ấy thì có thể để lại cho em mã B2 và kèm theo số thẳng mình, hoặc để lại cho em trong phần inbox của shop Giáng My Messenger đúng không ạ? Rồi ok, chị Hiền Phiêu nhá, có màu trắng comment cho em mã B2 kèm màu trắng và kèm theo số thoại của mình, hoặc có thể gửi qua inbox của bên em luôn nhá. Chị Hoàng Kim Phụng ơi, áo 140 chị Hoàng Kim Phụng nhá. Ok, chị Lê Đỗ chốt đơn B2 màu da tiếp theo rồi ạ. Ok, chị San, anh San Beautiful, cảm ơn anh nhá. Rồi, chụp lại màn hình và gửi qua inbox của shop Giáng My bên em luôn nhá. Chị Nguyễn Yến ok chị này. Chị Hà Nguyên này B2 màu da comment cho em nhá. Chị Dương Nguyên cho lấy sơ mi đúng không ạ? 140 đúng không ạ? Chị Hà Nguyên ơi B2 140 và mà chị Dương Nguyên cũng B2 140 đúng không ạ? Chị Thu Nguyên ơi 140 nhá, chị Kim Dung cũng 140 thôi. Mã của chiếc này là mã B2 đúng không ạ? Rất là đẹp và rất là sang luôn. Chị nào muốn lấy cả set của em thì có thể comment cho em cả set đúng không ạ? Cả set B2 nhá. Cái áo sơ mi của em nó tưởng chừng đơn giản thôi nhưng mặc lên người thực sự rất là sang luôn đúng không ạ? Tại vì cái chất vải của nó và cái kiểu cổ V ấy,
cái kiểu cổ V đã sang, rất là sang người rồi. Nó sang hơn rất nhiều lần những cái kiểu áo cổ tròn đúng không ạ? Rất là sang nhất, tại vì cổ V rất là sang luôn đúng không ạ? Rồi, chị Thanh Hương rồi vào đúng không ạ? Đây là sơ mi luôn nhá, ok chị Thu mua cho đơn rồi nhá. Rồi, giá 140 chị Duyên Trần đúng không ạ? Giá 140 nhá. Còn bây giờ thì em xin kết thúc cái livestream này nhá. Hẹn tất cả các chị trong những cái livestream sau của tiếp theo. Các chị nhớ bật cái chế độ theo dõi ấy, và cái chế độ ưu tiên xem trước của giúp em đúng không ạ? Thì khi mà em có livestream nó sẽ luôn luôn hiển thị trên đầu live đúng không ạ? Còn bây giờ thì em xin phép tạm biệt. Xin chào các xin chào các cháu tất cả các chị ạ. 0347. Ok chị Duyên Trần đúng không ạ? Chị Duyên Trần đây 140 đúng không ạ? B2 140 nhá. B2 140 đúng không ạ? Để lại cho em mã B2 và kèm theo số thẻ của mình trên cùng một dòng comment cho em luôn nhá. Rồi ok, chị Nguyễn Vũ lấy màu B2 ở đâu đúng không ạ? Rồi comment cho em nào. B2 và kèm theo số thẻ của mình trên cùng một dòng comment luôn cho em nhá, chị Nguyễn Vũ nhá. Chị Tuyến Huỳnh cũng comment lại cho em mã B2 nhá. Chị comment cho em mỗi cái số điện thoại không thì sẽ không xuất được hàng đâu chị nhá. Có mã B2 và có số điện thoại trên cùng một dòng thì mới chốt được hàng đúng không ạ? B2 và kèm theo số thẻ của mình mới chốt được hàng nhá. Còn không có mã, không có số thoại sẽ không chốt được hàng đúng không ạ? Ok, chị Nguyễn Huyến đúng không ạ? Lấy B2 đang mặc màu cam đất đúng không ạ? Để lại cho em mã B2 và kèm theo số thoại của mình. Để em còn kết thúc livestream này đúng không ạ? Chị váy dài. Ok, chính xác luôn, váy dài 180 chị Nguyễn Huyến nhá. Ok, chị Tuyến Huỳnh cho lên B2 tiếp theo rồi ạ. B2 bên có màu đỏ đô, màu da, màu cam đất rất là đẹp, rất là sang luôn nhá. Ok, chị Hiền Ngô chốt đơn rồi đấy ạ. Tranh thủ đi luật ăn nhưng mà không có được. Rồi ok, chị Nhân Cỏ nhá. Ok, chị yêu của em nhá. Rồi. Rồi. Không còn chị nào chốt. Ok, chị Văn Mây chốt đơn B2 tiếp theo nhá. Thế chị ơi, không còn chị nào mua cái mã B2 nữa thì em sẽ kết thúc cái livestream này đúng không ạ? Chị nào muốn lấy cái mã B2 này em thì nhớ lại inbox cho em và gửi qua phần messenger của Giáng Vi Shop bên em nhá. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại ạ.